Mẹ dặn lấy vợ ưu tiên lên quyết phải cưới nhưng kèn phải lọ. Xuyên thì cũng rất là xuyên, mà lười thì cũng rất là lười. Xuyên xuyên 12 giờ đêm em đi lau hết nguyên cái nhà. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình lớn lên cho bạn nữ bên kia nghe luôn nha. Dạ, em chào anh Linh, chào chị Cát Tường cùng mọi người có mặt ở đây. Chào bạn nữ bên rèm ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Thắng, năm nay em 27 tuổi, đến từ Nam Định. Em làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em là nhân viên xử lý đơn hàng cho một công ty chuyên cung cấp sắt thép. Quận mấy? Em ở quận 9 anh. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, thưa ca, em là Trần Nguyễn Thúy Hà, em năm nay 27 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh và đang làm nhân viên văn phòng chăm sóc khách hàng ở tại công ty HD Saison ạ. Ở quận mấy em? Dạ, ở quận Thủ Đức ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, ở Thủ Đức luôn. À, Thủ Đức qua quận 9 gần xịt ha. Dạ. Tiện lợi quá trời luôn rồi. Dạ. Rồi. Hai người hỏi đi, ở chỗ nào có thể hỏi luôn trước luôn đi. Ừ, có gần không? Dạ anh ơi, anh quận 9 ở chỗ nào anh? Anh ở ngay chỗ đường lên Việt rẽ vào chút rồi. À thế em mù đường rồi anh ạ. À. Dạ. Mình ở chỗ nào Thủ Đức em? Đại học Ngân hàng á, đường Hoàng Diệu 2 á anh. À thế cũng gần. Ồ, anh này biết đúng, em thì mù. Mình đâu cần biết, con trai biết được rồi, ta tự tới mình mà. Dạ. Đúng không? Ngày nào anh cũng đi làm qua đường đấy. À thế là tốt quá. À, mình em vẫn có một bài thơ tặng chương trình và mọi người. Có bài thơ luôn hả? Rồi đọc lớn lên luôn. Tính anh chân chất thật thà, người thì to lớn đậm đà phì nhiêu, hiền lành tốt tính biết điều, một lòng trung thủy yêu chiều đậm sâu, mẹ hiền trông ngóng đã lâu, mong anh cưới được nàng dâu Thảo Hiền. Nhưng quên mất. Hết chưa? Còn một câu nữa mà em quên mất thì được rồi. À tôi cho anh tổng run với anh. Anh đây hồi hộp với anh. Mẹ dặn lấy vợ ưu tiên, lên quyết phải cưới, riêng tiền khỏi lo. Tiền của mẹ lo đúng không? Quyết phải cưới mà tiền khỏi lo hả? Ồ, mẹ chịu chơi dữ. Nhưng mà thông báo cho bạn gái kia, bên trai bên đây chàng trai đọc thơ nhưng rất là rung nha. Tuy rằng tướng phì nhiêu nhưng mà vẫn hồi hộp. Thôi vậy sẵn em nói luôn đi, ngoài là cái khả năng làm thơ ra em còn ưu điểm khuyết điểm gì nữa không? Ưu điểm em nấu ăn khá là ok ạ. Nhìn là biết nấu ăn được rồi. Không biết rượu bia. Tốt. Biết quan tâm chăm sóc mọi người và được cái em rất thích quan tâm và chia sẻ. Ừ. Một con người tình cảm ha. Vâng. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm chắc em hơi bự chị Đường ơi. Hơi phì nhiêu. Vâng. Giống như thơ em nói vậy đó ha. Có cái gì tật xấu gì không? Em hơi bị nhút nhát trước đám đông, ngủ ngáy, đôi khi hơi lười làm việc nhà. Lười quá, phải vận động mạnh mẽ hơn nữa ha, nhiều hơn nữa. Có ở dơ không? Không chị. Ờ, từ nhiều khi lười tắm rồi luôn á. Không, ngày nào cũng tắm hai lần. Rồi vậy được. Rồi, bạn nữ, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm là thân thì hơi bị vui à. Thì nói hơi dễ nhiều với lại vui, hơi nhây nhây làm cho người ta vui thôi. Xuyên thì cũng rất là xuyên, mà lười thì cũng rất là lười. Là sao? Dạ, là cứ khi xuyên xuyên 12 giờ đêm em đi lau hết nguyên cái nhà. Rảnh quá vậy? Dạ. Mà có hay xuyên vậy không? Hay là mấy dạ. năm mới xuyên lần? Dạ, hứng lên mới xuyên chị. Hứng lên mới xuyên. Dạ. À, nói chung làm việc tùy hứng. Dạ đúng rồi chị. Tình trường thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, là 3 mối tình rồi chị. Tại sao chia tay? Thời điểm lúc đó là em chưa có sẵn sàng để tiến tới xa hơn về phần gia đình, hơi bị ngăn cản. Gia đình bên đó hay bên mình? Dạ, bên em. Lý do? Mẹ em không thích ạ. Mẹ em có đưa tiêu chí gì để tìm con rể không? Dạ có chị. Tiêu chí như thế nào em? Dạ, nói cho chàng trai bên hả? Mẹ em kêu kiếm người đẹp trai. Dạ đúng rồi chị, trước khi đi á nói em kiếm người đẹp trai nha hai con. Rồi mẹ nào ngủ quá ta, kiếm người tốt tính hay là gì kiếm người đẹp trai hả? Dạ chị nói vậy thôi. Vậy em hỏi anh bên kia con anh có đẹp trai không? Trời, dạ. Bao đẹp trai đó. À thế là tốt quá rồi. Bên kia có tình trường như thế nào rồi? Dạ em mới có một mối tình chính thức, quen cỡ cũng phải đến 7 năm rồi. Thời điểm đó chắc em cũng còn trẻ, kinh tế chưa vững chắc cho nên là chuyện không đi được đến đâu. Rồi mẫu người bạn gái em cần tìm là như thế nào? À em cũng thích những cô gái mà mặc chút mũm mĩm dễ thương. Tính tình thì pha lẫn truyền thống lẫn hiện đại cũng được. Công việc ở ngoài xã hội thì mình vẫn tự do thoải mái, nhưng về nhà chỉ cần biết chăm sóc cho gia đình là được. Để anh quan xem coi cô gái bên kia có giống như em nói không nha. Chào anh gái. À. Ừ, dễ thương quá. Anh bên đây thật sự là anh rất là chân thành. Dạ. Hiền từ, mặt đẹp trai đó. Dạ. Có là hơi bự chút nhưng mà bông mỉm dễ thương lắm. Dạ bự cỡ nào anh? Không, cũng vừa vừa cỡ anh hơn chút xíu thôi. Hơn chút xíu hả? Ừ. Chút xíu như đây hay chút xíu như đây ạ? À? Xíu nhiều xíu vậy thôi. Anh thích em thì em chừng nào em cho anh bước tới? Em dự tính là trong năm. Trong năm luôn hả? Dạ, tại vì quen lâu quá thì nó sẽ dễ nhạt. Em có phải người con gái ghen không? Dạ không ạ. À.
Thí dụ đi chơi với gái là thoải mái bình thường thôi. Trời ơi. Có. Dễ vậy đó hả? Bậy đi, nó bậy đi. Nhưng yên tâm, anh này anh chung thủy lắm, thấy tính anh rất là tình cảm nha. Dạ, nhưng mà em có thấy anh nói là quan tâm gia đình, lo lắng cho gia đình á, thì như em nói là em hơi bị lười. Nhưng với lại tính em hay chậm tiêu nữa. Nên em sợ là không cái việc mà lo lắng gia đình thì sẽ hơi bị kém cái đó rồi. Anh sẽ lo. Anh sẽ lấy thân xác của anh để lo, bù đắp lại cái chuyện đó. Được, thôi nói chứ anh này dễ thương, anh dạ. Tin chắc như vậy, thấy gương mặt có hậu. Gì mà nói tốt cho đàn trai dữ vậy không biết nữa. Rồi được rồi, về bển đi, đây tao giải quyết nội bộ xíu rồi tao qua. Theo như bên kia nãy giờ mình nghe đó là coi như anh đó là hơi mập. Dạ. Mà mẫu người lý tưởng của em cần tìm là như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em á là cao 1m7 trở lên, cũng ưa nhìn chút, ít mụn. Có mụn thì nặng thôi chứ có gì đâu mà sợ. Nhiều mụn quá thì hơi bị chướng ngại rồi. Nhưng mà mập thì vẫn được đúng không? Dạ, cái đó thì không có vấn đề gì hết, từ từ rồi tập thể dục là giảm cân. Khó giảm lắm em. Rồi, về tính cách em có điều gì không thích ở người bạn trai? Dạ, gia trưởng à. Quá kỹ tính với lại keo. Anh dễ tính lắm em. Em có keo kiệt không? Không chị ạ. Với lại là em thích một người là phải hiểu em một tí xíu, gọi là nắm bắt tâm lý. Tại vì em bị, như hồi nãy em nói là em bị chậm hiểu á, em chậm tiêu á. Em hỏi ảnh coi, thử coi. Dạ anh ơi, em nấu ăn dở lắm á anh. Anh nấu cũng được mà em. À thế là tốt quá rồi, với lại việc nhà sao anh? Anh đỡ đần cho em cũng được. Đỡ đần sao anh? Anh làm hết luôn được. Nói cái này có, là nói nha. Có. Mà làm hết bao nhiêu anh? Bao nhiêu phần trăm anh? Chắc nếu mà ý anh đỡ cho em 70% đi. Em làm ít thôi. Dạ, dạ được ạ. Anh nấu ăn được rồi, em khoái rồi ạ. Bây giờ ngoài cái vụ mập ra, cái vụ ngoại hình ra, có cái điểm gì em không thích ở người con trai nữa không? Ở giờ chị. Không, mấy người mập ta hay nóng nực, ta tắm hoài à. Cái kinh nghiệm của chị. À hồi nãy em có nghe ảnh nói là ảnh ngáy á, ảnh ngủ ngáy á. Thì em ngủ trước đi, em đâu có nghe tiếng ngáy. Hả? À chị. Tôi đâu ngờ dữ vậy. Làm gì dữ vậy? Thôi láng láng tóc tai rồi lên gọn gàng coi. Nóng lắm nha, mấy người mập bởi vậy nóng lắm, mồ hôi đổ quá trời quá đất luôn à. Ôi. Không tại hồi hộp chứ. Hả? Đâu gia tỷ mình mở mở này ra xíu coi. Làm gì khám ta kỹ vậy? Chà chắc cái này chắc khó xuống lắm à. Chà. Thật chắc nuôi à. Chà. Cao mét mấy? À, em trên mét 7. Trên mét 7 đúng rồi, ông này thì cao đây. Chết cũng có một cục mụn kha khá ha, bự bự ha. Không, tại mấy hôm nay lo hộp, quá hả? Mới ngủ vậy. Nói chung mặt mày là cũng đẹp, sáng sủa, da mịn màng. Bữa nay có một cục mụn mụn coi như là nó phản chủ, nó nổi lên thôi. Chứ gương mặt này cũng phải là mặt mụn thường xuyên. Vâng. Coi cái mặt mày coi là cười. Được, cũng được. Mắt hai mí mũi cao ha, cười cũng có duyên á. Ủa mà sao thí dụ nóng nực quá, mình bận cái này với cái áo thun được rồi, mình bận cái áo vét vô làm chi vậy em? Cho nó đỡ mập. Giấu giống cái gì? Giấu. Áo mới mua mới mày à. Áo mày. Áo này giống áo chú rể quá vậy. Không. Không em may rồi. Em may để đi tham gia chương trình đó hả? Không may trước đấy rồi. Nhưng mà cơ bản là trở nên áo này đúng ra anh mặc mới hợp. Mà tặng anh lên cái áo đó đi. Em bận là hơi chật nè, chật nách, chật tay nè. Làm lát xong. Nói chứ anh nhiều áo lắm. Mình về có làm dâu không em? Dạ bây giờ em thì cũng chỉ có mình mẹ nên thật sự là cũng muốn được làm dâu là cái tốt. Ừ. Nhưng mà trước khi đến đây mẹ em có dặn nếu mà nhà nữ mà muốn bắt rể thì ok cho mình đi luôn. Bắt rể đi luôn. Thấy mẹ. Ủa? Em dặn. Em nhà em có chịu bắt rể không? Dạ có chị. Tuy ba mẹ em không có nói là con cái lớn lên phải nuôi ba mẹ, nhưng mà em rất thương ba mẹ nên sau này vẫn phải nuôi ba mẹ. Em có chia sẻ với bạn gái cái vấn đề đó không? Đương nhiên phải toàn tâm toàn ý lo cho gia đình rồi, nhưng mà cổ cũng có một cái khoản riêng của lo cho gia đình của cổ nữa. Dạ cái đấy em tôn trọng. Bụng bự chắc tốt bụng lắm ha. Ừ, thôi vậy cũng được. Hôm nay em trai đi với ai? Hôm nay em đi với em gái, anh họ em với lại mấy em. Rồi. Dạ em xin chào chương trình, chào chị. Em có muốn hỏi chị một câu hỏi là không biết là chị quan trọng về hình thức hay là quan trọng về tính cách tâm hồn hơn? Chị quan trọng về tính cách tâm hồn hơn. Nếu như hình thức mà chị có bên ngoài không mà bên trong mà không tốt với mình, hoặc là những cái không có phù hợp với mình á, thì cũng như không à. Tại vì thật sự thì anh em chỉ có mắc một khuyết điểm, đấy là về ngoại hình hơi mập một chút thôi. Còn tất cả mọi thứ thì đối với em đấy là hoàn hảo. Chị thì chỉ cần yêu thương anh em thật lòng, còn tất cả xong gió bão tố thì cứ để anh em lo. Trời. Chị cảm ơn. Trời ơi, hồi nãy ông anh đã nói tôi sợ nói hố rồi, thêm em gái khẳng định lại vậy nữa. Em gái đi với ai? Dạ em đi cùng với hai bạn đồng nghiệp ạ. Em chào anh Quỳnh Linh ạ, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả ạ. Chào, em chào anh ạ. Anh bên này thì em thấy là cũng thật thà, nhìn cũng dễ thương á chị. Thấy là hai người nên cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn. Cảm ơn em. Bây giờ kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nha. Đó, không gian này luôn các bạn. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn. Dạ em cảm ơn ạ. Em có thể bóc luôn nhỉ? Ơ, bóc luôn anh. Nhưng mà cái gì? Ồ, chưa chi mà. Hồ tím luôn.
cái này cái chắc... cái trong sao em thích. Thật sự thì em rất mong là nếu được thì chúng mình sẽ giống như cái nhân vật trong quả cầu tuyết này. Dạ em cảm ơn, nhưng mà cái này hơi giống tại hơi bị khó đó anh à. Cái này là hai tụi mình phải dám cân đó anh. Bánh em mua hay em làm? Dạ em tự làm ạ. Em mời anh thử luôn ạ. Mai mốt em về lấy cổ là cổ làm ăn bánh mỗi ngày. Em làm bánh còn anh làm cơm. Được anh. Điều này chắc hết xuống nổi quá. Em mời anh ạ. Anh cảm ơn. Trời rung dữ vậy anh. Ngon anh. Không lẽ nói hồng. Dám nói không ngon à. Rồi chúng ta có 2 phút trò chuyện, mời các bạn. Thật ra thì em có một cái sở thích, em không biết là gọi là biến thái hay không, nhưng ai cũng kêu em biến thái anh. Đó là thích con trai đàn ông mà mặc áo sơ mi á, quần tây á anh, mà tướng mà gọi là chuẩn nữa là em cực kỳ thích luôn á anh. Thì đợi về anh với em tập thể dục. Dạ dạ được được. Không, anh lên đầu tây là cũng sáng lắm. Dạ anh mặc cái áo vest này cũng đã đẹp rồi. Nãy giờ anh thấy em sao? Để qua trao đổi anh. Không, đúng với người mà anh tìm hiểu, cần tìm. Anh thích người mà mập mạp và mũm mĩm dễ thương. Em không mập lắm đâu nhưng mà nhìn em là thật sự anh thích. Dạ em cảm ơn ạ. Em thấy anh sao? Em thấy thật thà, đẹp trai. Để cho em cũng thích đó. Thì ra là em cũng không thích là chuẩn lắm, nhưng mà về tập thể dục một tí xíu cho lên cơ bắp sống muối càng đẹp. Anh cao 1m72 đó, tập lên áo sơ mi bỏ quần đẹp, đẹp trai vô cùng luôn. Dạ. Mặt rất có duyên hơn anh luôn đó. Dạ. Bình thường thì em làm việc giờ hành chính hay sao? Dạ, giờ hành chính, nhưng mà bên em là phải làm theo ca, cho nên là tự sắp xếp ngày lịch nghỉ anh. Nhà mình gần mà, ngày nào anh cũng đi qua chỗ Hàng Rượu 2 chỗ nhà em. À vậy hả? Ước gì anh đi qua luôn cả Bình Thạnh. Bình Thạnh. Cho em đi làm luôn. Hiện tại là em chưa biết đi xe, không biết là mai mốt về anh có dành thời gian tập xe cho em không? Chứ thấy dễ lắm nè, nhanh lắm. Em nhát lắm. Tập vài buổi là ok. Có anh ngồi xong đỡ rồi, đâu có gì phải lo. Dạ anh có hút thuốc không anh? Thuốc anh bỏ từ lúc đăng ký chương trình này là anh nghỉ rồi. Sao vậy? Tự nhiên đăng ký chương trình nghỉ luôn rồi sao? Dạ em biết là lên chương trình là các bạn nữ không thích. Em thích à, theo cái thích à. Anh ơi em hỏi cái này nữa nha. Anh thích ngắm gái không? Ngắm gái? Dạ đúng rồi, gái đẹp thì phải thích ngắm chứ em. Dạ. Có chứ. Ngắm sao anh? Anh ngắm anh có bình luận này nọ không anh? Không anh. Thế là buồn lắm. Em thích ngắm gái luôn. Ngoài ngắm trai em thích ngắm gái. Gái càng đẹp em càng thích. Gái càng chuẩn, 3 phòng càng chuẩn em càng thích. Mà muốn anh thích đi về nhà bình luận với em. Hai đứa đi đường bình luận. Thấy mới vui không? Được, cái đấy được. Anh lên bắt đầu biển nhăn nhó rồi. Cô này sở thích lạ quá. Ủa rồi cuối cùng là em thích trai hay thích gái? Dạ em thích con trai chị. Thích yêu trai, nhưng mà em thích ngắm cả hai. Càng đẹp em càng thích. Giờ nói thôi chứ mốt mà chồng mà cứ lúc nào ngắm gái là lúc đó mới biết rồi nha. Ngắm gái để bình luận trong với mình thôi anh, còn ngắm gái mà xa hơn thì cái đó là không được thôi. Cứ ngắm bình luận thôi, cô này cô sao đó bình luận thôi. Dạ đâu sao đâu, em thoải mái em càng thích nữa. À giờ hay vậy ta. Thưa anh thì thấy cái khoảng cách của chúng mình cũng gần ấy, cho nên thời gian là cũng chắc là dễ sắp xếp. Em thì dễ lắm, nhưng mà quan trọng mẹ em thôi. Không, nên đến lúc đấy mà ví dụ như hai đứa mình đã tình cảm sâu đậm rồi mà đến lúc mẹ em lại chê thì sao? Em nghĩ với anh chắc mẹ em không chê đâu. Nhìn lại hình là ok rồi. Phúc hậu rồi, mẹ em ok hết. Tương lai sao? Về nhà ai giữ tiền, con cái gì đó? Em không giỏi giữ tiền đâu anh Linh. Chắc cái đấy cho vợ giữ. À, thế thì mệt rồi anh, em cũng không giỏi giữ tiền luôn. Thôi đem qua chị giữ giùm cho. Con câu... cái sao? Em thích mấy đứa? Dạ một thôi. Cho ít rồi. Anh lại thích càng nhiều càng thích. Không nổi anh, một thôi. Cái okay, đấy là theo anh nghĩ là trời cho. Dạ đúng rồi. Mình nghĩ là thì do số trời. Một nhân trai hơn gái, hỏi luôn đi. Em thích con gái anh Linh. Em lại thích con trai. Rồi hai mẹ ngược quá vậy ta. Không, như cái đấy đã nói rồi, cái đấy nó là trời cho cho em. Thật sự thì nhìn em dễ thương, anh rất là thích. Dạ. À, cho anh hát tặng em một câu. Dạ. Mẹ nói với anh, mẹ rất thương em. Thương vì nết na nhu mì ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em làm dâu, xin em một câu hẹn ước, cậy người quá mỗi mai trầu cau. Cô gái có hát đáp lại không? Em hát rồi.
Thời lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng, tuần cùng cho mai vừa sắp. Em quên rồi. Lại đi em. Làm lại em cũng quên rồi tất. Để từ từ em nhớ. Thôi hết giờ. Trời ơi, để em nhớ nhớ. Không còn thời gian nữa. Ủa, cô hát tiếng Việt á hả? Ai hát tiếng gì vậy? Bấm nút trước mắt hàng vạn khán giả, trước mắt gia đình người thân của mình, chúng ta phải có trách nhiệm về điều đó. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Anh tay nào? Tay ảnh còn rung vậy sao? Rung lắm, nhưng mà rất chân thành nha. Hôn đi. Rồi cũng cong vậy luôn hả? Hay vậy? Dạ. Có khi nào làm cái cục cái đi luôn không? Thấy sao cong cong ngộ vậy? Tại cong vậy là thường thường chỗ nào cũng cong á. Nói lỡ cong cho là câu này khó hiểu quá. Dạ, xin chào anh Quỳ Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thành Giáp, năm nay 36 tuổi. Em sống làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên về tạo mô tóc. Quê em ở đâu? Em ở miền Tây sông nước á chị. Để em hò một đoạn chị đón em biết em ở đâu. Hò đi, hò có hò liền. Hò chiêu Cà Mau nhiều màu. Thôi biết rồi, em khỏi hò nữa em. Tới câu đó là biết rồi em. Em ở đâu chị? Cà Mau. Dạ không chị, em ở chợ Ô Vĩnh Long chị. Kỳ vậy. Hò Cà Mau và ở Vĩnh Long. Tại vì cái bác mà hát bên này là Út chợ Ô. Trời đất ơi. Ghiêng. Được. Dễ thương. Rồi, bây giờ em hò lại thưa nguyên câu, anh thích em hò đó. Nào. Hò chiêu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng giá dầu, chiêu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Ngon dữ. Được. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh bên cạnh và chào tất cả mọi người. Em tên là Mỹ Duyên, năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Cũng miền Tây luôn ha. Tiền Giang với lại Vĩnh Long sát bên nhau ha. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn trai là gì? Điểm mạnh của em là em có thể chơi tất cả các môn thể thao, tất cả các vật dụng trong nhà là em sửa được hết, làm được hết. Tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt em làm được hết. Việc nhà nấu ăn thì em cũng làm, nấu ăn cũng được khá ngon. Còn điểm yếu của em là em khi mà em làm căng thẳng nên em cũng hay quên. Khi công việc của em chiếm thời gian nhiều cho nên là em hay đi trễ giờ dây thun anh Linh. Bây giờ bạn gái mình giới thiệu về công việc của mình. Dạ, em hiện đang làm tại công tác tại phòng nhân sự một công ty tài chính. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em rất là dễ thích nghi. Em có thể sống ở mọi nơi. Dạ, còn điểm yếu thì em hay quên, đôi khi không có chú ý tới những cái tiểu tiết. Nhưng mà em xin như vậy, công việc thì ổn định, tại sao em phải nhờ đến chương trình? Gì chắc lưỡi ghê vậy? Tại vì em cứ hỏi em câu này hoài mà em có câu trả lời, thiệt luôn. Mà như cái bệnh này nó lây lan chơi. Giống như là nếu mà em có người yêu thì em giải được là nguyền á, là cái tim sẽ có nhiều hết. À vậy hả, là hôm nay đi là có nguyên cái tim ế luôn á hả? Đúng không chị? Từ đó giờ anh mới nghe được là ế có lời nguyền đó. Ế mà có lây lan luôn nữa. Có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có chị, ba. Tóm tắt thì hai mối tình đầu thì xa quá không có hợp. Đúng rồi. Mối tình thứ ba thì em yêu đơn phương. Yêu đơn phương là cũng tính mối tình luôn á hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình đặt ra cái tiêu chuẩn bạn trai mình là người như thế nào? Dạ, thứ nhất là về ngoại hình. Em thích là khoảng cao 1m70 trở lên. Nặng khoảng từ 70 tới 75 kg, tức là không ốm cũng không mập. Trai đủ tiêu chuẩn đó không em? Dạ em 1m73, 69 kg chị. Được không em? Thì 69 kg thì hơi ốm nha. Dưới hơi ốm à? Không, 69 kg là em cân buổi sáng á chị, buổi chiều tối là 71. Cũng được. Nhưng mà bên kia là ba mối tình rồi đó. Em mấy mối tình? Em hai mối tình chính thức, là yêu chính thức luôn. Rồi tiếp tục. Bây giờ ngoài cái chiều cao cân nặng rồi, em còn tiêu chuẩn gì nữa không? Về tính cách thì em thích những bạn nam sống có trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến và thương em. Đơn giản vậy thôi chị. Thương em thôi. Dạ, hai cái kia cộng thương em. Hai cái kia cộng thương em. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều và nói nhiều hơn làm. Bên này làm tới 9 giờ, 9 10 giờ luôn á. Cái nào anh nói làm là anh làm, anh có trách nhiệm với lời hứa anh lắm. Có thật xấu không? Xét về bản thân á là em nói chung là khoảng 99% là hoàn hảo. Ồ. Được.
Tự tin là một kích thích cũng tốt. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ kêu anh 1m50, tính 1m6 là được rồi. Mặt dễ thương là được. Da trắng trắng, không cần biết nội trợ giỏi. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Bê bối quá chứ lười biếng quá, em không thích thôi chị. Hai cái từ đó dùng cho con trai là nhiều. Không, nhiều con gái lười biếng nên vui mới có đứa bạn á, kéo đi bạn qua nhà bạn ăn uống nấu ăn á. Mấy bạn kia thì ngồi chơi bấm điện thoại lên Facebook thôi, ngồi xong rồi nhảy vô ăn thôi, chứ không phụ gì hết. Nó lười biếng ha. Nó lười á. Lười dữ vậy đó. Nhiều khi thân quá rồi để cho mình làm nữa đâu, thể hiện thôi mà. Là bạn em đó hả? Dạ, mấy bạn gái mà ế đó. Mấy bạn đó ế hả? Là bởi vậy hèn chi ế là đúng rồi. Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Năm sau tốt nhất chị. Mình đã chuẩn bị được những gì rồi? Vàng bạc đầy đủ, tiền bạc nữa. Có luôn vàng bạc nữa hả? Nhà cửa. Nhà cửa có chưa? Có chị. Mình có làm dâu không em? Dạ không chị. Mình có đặt ra yêu cầu gì ở nhà gái nữa không? Dạ không chị. Sau này lấy nhau về thì tiền bạc ai sẽ là người quản lý? Thấy nếu mà nữ quản lý giỏi thì chưa cho bạn nữ quản lý. Ủa sao tốt vậy, mọi thứ vậy mà lại ế ta. Lạ thiệt, nghe rõ không? Chị có nhìn kỹ không? Kỹ. Có men lì không? Nãy em thiếu tiêu chuẩn phải men lì nữa. Chết cha, để qua coi lại. Có gì nữa? Sớm kìa, từ. Cái gì? Em có men không? Dạ em chuẩn men đó chị. Chuẩn men không? Có mấy mối tình rồi mà. Đứng lên hít đất vài cái rồi. Lâu quá không kêu ai hít đất. Trời ơi. Bao nhiêu cái chị? Em muốn hít nhiều hết. Trời ơi, sát luôn, thấy chưa? Khỏe chưa? Dữ ha. Thôi được rồi, được rồi. Quá dữ luôn. Rất là ví dụ nguyên bàn tay ha. Nắm tay anh này, anh chơi cái ngón cái vậy nè. Anh cong ngón cái lại vậy nè. Làm ta khỏe lắm ha. Đó. Lực dồn vô cái lực ngón cái. Lực không ừ. Rồi cũng cong vậy luôn hả, hay vậy dạ. Có khi nào làm cái cụp cái đi luôn không? Thôi. Thế sao cong cong ngộ vậy? Tại cong vậy là thường thường chỗ nào cũng cong á. Chỗ nào cong cong là thẳng. Câu này khó hiểu quá. Thôi được rồi. Cái ngón tay để vậy nào mà này nó cong ngang vậy luôn nè. Một người làm tóc thì liên quan đến rất nhiều phụ nữ. Dạ. Anh nghĩ rằng ngày nào anh cũng nói chuyện phụ nữ hết. Thậm chí nói những lời rất là ngon ngọt. Dạ. Anh có ghen không? Ghen thì chắc chắn em ghen. Nhưng mà sẽ có chừng mực. Tại vì không ghen thì không gọi là yêu rồi. Nhưng mà vấn đề em đặt ra chỗ đó đó. Đúng rồi. Không, chỗ đó là cái chỗ mà ảnh hàng ngày tiếp xúc. Cái đẹp rất là nhiều. Còn có nhiều cô rất là xinh. Đúng rồi. Ảnh cũng thuộc dạng đẹp trai mà tại sao không dính ai? Em thắc mắc. Thắc mắc giúp em hỏi ảnh nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu chỗ đó thôi. Hít đất rồi mà em vẫn chưa yên tâm hả em? Dạ chưa chị. Khỏe lắm. Không mà anh nhanh. À anh báo cho em là men này. Chuẩn men 100%. Thôi để người thân người ta có ý kiến đi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị. Bạn nói về duyên á thì chỉ có hai từ thôi, đảm đang. Tính đến thời điểm này bạn Duyên đã có một ngôi nhà. Và mỗi một cuối tuần Duyên cũng về nhà phụ cha mẹ. Làm việc 5 năm với Duyên. Duyên từ một cô là chuyên viên, bây giờ đến bây giờ là phó phòng. Và quản lý hơn 10 nhân viên. Thì cái điều này là rất là tự hào với Duyên. Khi mà mình đã có một nhân viên rất là tốt. Và còn về bạn trai thì chị nghĩ là cái việc em chọn hay không chọn là quyết định của em. Và nếu mà chọn thì mình phải nghiêm túc với cái tình cảm này. Cảm ơn bạn. Bạn trai đi với ai? Dạ, anh đi với anh ruột và chị ruột chiếm hai mấy đứa em. Xin chào anh hai MC, anh Quyền Linh và Cát Tường, quý vị khán giả, em gái. Theo chị nhận xét thì em gái dễ thương, nhìn cũng thông minh. Thì em trai của chị không phải là nó bị ế đâu, mà tại vì nó không có thời gian. Chứ nó cũng men, nó không phải là... nó men. Những cái gì cái nhà nặng nhọc là nó làm hết á. Ở nhà chị thì lập gia đình hết rồi, còn mình nó út. Cũng má chị cũng kêu nó lập gia đình hoài. Nếu như lên đây hai đứa thông cảm với công việc làm, cho em làm buổi sáng đi. Buổi tối rảnh, thứ hai tới thứ sáu em rảnh thì hai đứa hẹn hò đi chơi. Còn thứ bảy chủ nhật thì em rảnh em lại làm tóc. Đó, em hỏi phải tốn tiền cái khoản đó nữa. Có người làm cho em. Nếu em cảm thấy thông cảm được cái phần đó thì hai đứa có thể tìm hiểu và đến có thể đến xa hơn để cho bên hai gia đình vui vẻ. Dạ. Rồi, cảm ơn chị dễ thương quá. Thôi bây giờ kéo màn cho hai trẻ gặp mặt đi. Men là bao men rồi. Kéo màn lên. Nè, bao men nha. Ở đây hai người đàn ông đứng. Coi chừng có một người hổng men. Rồi xin mời. Dạ chào anh. Cũng có món quà để tặng anh. Dạ em cảm ơn. Lúc mà chưa kéo màn lên á thì trong đầu anh nghĩ là người phụ nữ trong nơi rất là dễ thương. Nhưng không mà giống vậy màn, anh. Nhưng mà kéo màn lên rồi á, nhìn em thì nó thật là không xinh. Vì em quá xa. Thì cái nhìn mái tóc
với trang điểm với đầm với giày á, em kết hợp rất là hào hòa. Dạ. Nhìn em rất tươi. Dạ. Anh thấy tóc em để kiểu gì hợp? Đúng rồi. Thì em đang hiện giờ tài em đang để tóc thẳng, em kẹp cúp vô. Thí dụ em lấy tay em sửa sửa thử một vài thử cái được không? Nhưng mà từ từ cho em nói trước một cái, nhưng mà công bằng nói anh thấy kiểu tóc này có đẹp không? Công bằng thì rất hợp với khuôn mặt em. Mặt em thì nhìn khúc hậu, dễ thương. Dạ. Để tóc nó cúp cúp nhẹ, nhìn nó dịu dàng. Dạ, tại vì tóc này là chị em làm. Nhà em là cũng hai tiệm tóc. Ồ. Cho nên anh mà chê cái là rất lòng cho em rồi đó. May quá chưa có chê gì đó. Thôi vậy khỏi làm luôn. Thì lúc mà chưa kéo màn thì anh nghe em nói là em có tính hay ghen đúng không? Không có hay ghen, anh Linh hỏi em có ghen hay không thì em nói em sẽ ghen. Nhưng mà ghen có chừng mực. Quan điểm của em á, cái gì của em sẽ là của em. Còn cái nào không phải của em có giành giật thì cũng phải của em. Anh đó là quen ai, anh quen chỉ chú ý một người thôi, tập trung một người. Thời gian rảnh nhiều thì đó là dành cho người mình yêu hết, chứ không có thả thính bất cứ một cô nào khác. Dạ, tới em hỏi ha. Em hỏi đi. Dạ, tại vì hiện nay á, em thấy có một số bạn nam có cái quan điểm là phụ nữ thì không cần phải xinh đẹp, không cần giỏi giang, mà chỉ cần là đảm đang, làm việc nhà thôi. Thì không biết là cái quan điểm của anh về vấn đề đó như thế nào? Biết dọn dẹp nhà chút xíu được rồi, đừng có bài thôi. Dọn thì anh dọn được. Vấn đề chỗ này nè, bạn gái là một cô gái rất là thông minh, sắc sảo, thành đạt nha. Em có ngại khi đàn ông mà quen một người thành đạt như vậy không? Yêu nhau thì mình không có quan niệm là sẽ ai giỏi giang hơn gì hết. Dạ. Đó. Quan trọng là rung động hai trái tim với nhau thôi. Dạ. Nhiều người chồng người ta học thấp hơn người vợ, nhưng mà người ta vẫn ở hạnh phúc lâu dài. Em thì cũng vậy, chỉ cần là hai người hiểu nhau, yêu nhau, nói chung là công việc đối với em không quan trọng. Thì em nhận xét với anh thế nào khi buổi gặp đầu tiên? Em nhận xét thì anh cũng khá là điềm đạm. Thì trong tình yêu thì anh luôn, nếu mà yêu á thì anh có quan niệm là anh sẽ che chở, bảo bọc đó. Khi nào mà có buồn gì em cứ gọi điện, anh em đang buồn gì đó, muốn lên đó thì điện thoại cho anh. Yeah. Anh sẽ một phút bao giờ anh có mặt liền. Yeah. Hay. Bạn trai hay quá. Là đúng rồi, còn hát để nói lên coi như là vừa tỏ tình với em mà vừa tặng cho em. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lòng đêm là mây bay, anh sẽ là nắng mai đêm là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để bước vào đời. Hay. Một bài hát rất là lãng mạn. Hay quá. Thôi thế này, mỗi người sẽ có 30 giây để nói lên những cái gì mình đang suy nghĩ, nói thật lòng mình nha. Dạ. 30 giây bắt đầu. Em nói trước ha. Dạ, em thì em rất là có thiện cảm với những người làm tóc. Tại vì như em nói rồi, nhà em là hầu như tiệm tóc. Và nhờ cái nghề đó mà em có ngày hôm nay. Cho nên là em rất là thiện cảm với anh. Thì nếu mà anh có cảm tình với anh thì cho nhau cơ hội để em chứng minh anh là chuẩn men. Nãy giờ vẫn còn riêng cái vụ không có men ha. Được rồi. Ai, bây giờ những gì mình nói cũng đã nói rồi. Nghe, nhìn, tất cả mọi ý kiến của người thân cũng đã có rồi. Quyết định hay không là quyền của các bạn. Nào, 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời. Lý do tại sao cô gái không bấm? Dạ, tại vì em có nghe đâu đó là cái cảm giác đầu tiên sẽ luôn đúng. Mà cái cảm giác đầu tiên thì em có cảm giác là em với anh chỉ là bạn thôi. Em nghĩ là xem chương trình sẽ có rất là nhiều cô gái muốn bấm nút cho anh. Cho chính nên xác em muốn dành cơ hội cho những bạn phù hợp với anh hơn em. Chính xác. Cho truyền hình có hàng triệu người đang theo dõi. Có rất nhiều cô gái bấm nút cho bạn. Và cũng có rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Chúng ta hãy thể hiện tất cả những gì suy nghĩ của mình. Chúng tôi tôn trọng điều đó. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chào em. Em chào chị. Em giới thiệu về mình. Em tên là Võ Thị Huyền Trang. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Đắk Nông. À, em làm về gì em? Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên cấp 3. Dạy môn gì? Dạ, em dạy môn hóa học. Rồi,
Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em tên Phượng, đến từ Đắk Lắk. Em là đại diện thương mại cho công ty, một công ty Nhật Bản chi nhánh ở Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk luôn. Dạ. Đắk Lắk qua Đắk Nông cũng gần. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 31 chị ạ. Tại sao mình lại đến với chương trình? Chị thấy em rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Dạ chắc là do duyên của em chưa đến đó chị. Mình đã có bạn mối tình nào chưa? Dạ em có hai mối tình rồi ạ. Tình thứ nhất của em thì lúc đó em mới ra trường, nên là lúc đó còn non trẻ nên là bồng bột lắm ạ. Rồi. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm rồi ạ. Bạn trai thì sao? Mình đã được bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng được hai mối tình, cũng là đều giáo viên hết. Tao nói bất quá tam ba bận, lần này là phải tới luôn nha. Dạ. Nhưng bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cần cái sự đồng cảm, sự chia sẻ được. Và cái thứ hai là cần cái sự thủy chung. Về ngoại hình? Em nói chung là ưa nhìn là được. Bạn nữ, bạn tìm một người nam như thế nào? Dạ em muốn tìm một người nam chín chắn, nghiêm túc, biết cách nói chuyện, biết chia sẻ công việc nhà với vợ và có chí chiến thủ trong công việc ạ. Về ngoại hình thì mình có dạ về ngoại chọn. Và em chỉ cần dễ nhìn là được và cao hơn em là được ạ. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em đó là luôn nỗ lực trong cuộc sống, còn mọi người nhận xét em là luôn vui vẻ và rất là thích em vào bếp nấu ăn. À, khi đi dạy thì em thích đọc những cái bài thơ mà liên quan đến hóa học, giúp học sinh dễ hiểu bài hơn ạ. Bạn trai, bạn có muốn nghe cô giáo đọc thơ về hóa học không? Dạ, có ạ. Dạ, như vậy em sẽ tặng chương trình và anh một bài thơ tình về hóa học ạ. Nếu anh là ba dơ, em xin làm axit, để tình yêu bất ngờ, mãi trung hòa không kịp. Em thích làm axit có vị chát, vị chua, như hương vị tình yêu không ngọt ngào đầm thắm. Tính cách em quái lắm, đâu chỉ một proton, em cứ mãi lông nhông đi tìm OH khác. Anh phải dùng xúc tác mới tách được em ra, để dắt em về nhà xin lời bình hai họ. Em biến quỳ thành đỏ, anh biến quỳ thành xanh, hai chúng ta làm lành, tình yêu ta sáng mãi. À, có đáp lại một cái món quà gì không? Dạ. Ca múa nhạc gì đó, đọc thơ gì đó. Em rất là kém cái vấn đề là nghệ thuật. Em mà em giỏi về cái gì nhất? Em chỉ chơi được mấy môn thể thao. Em thường đá bóng với bóng chuyền với võ thuật. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì ví dụ như là hôi chân. Có là cái gì mình mang giày mình bích bí vô mình mới hôi, hay là bình thường không có gì hết nó cũng hôi? Dạ không, do mang giày bí quá nó mới hôi là chị. Dạ. Bạn học võ thuật hả? Dạ. Có biểu diễn một đoạn nào đấy? Xưa thì em có học võ cổ truyền thôi, nhưng mà giờ em đam mê gọi là boxing. Qua tôi coi với chứ. Rồi thì, em xin được nha, coi chừng đánh cái mặt chị Tường á. Dạ. Đó, nhớ đánh chị ta đó nha. Dạ. Không sao, lỡ cũng không sao đâu. Bắt đầu. Dạ. Bên trái, tiếp tục. Dạ chị ạ. Thôi được. Đánh lại người kế bên không? Dạ em không dám, chị Tường là thần tượng của em. Cho em bắt tay chị ạ. Bắt tay được, bắt chân chết luôn ha. Dạ. Mà xuống. Ủa giờ bạn gái bạn không thích hôi chân rồi sao? Dạ cái đó thì em biết là tiểu phẫu được khoảng mấy triệu thôi. Vậy hả? Vậy dạ. Sau đó giờ không làm? Bởi vì không phải là không làm, nhưng mà cái đó cũng không có tốt. Dạ mình ngắt cái tuyến mồ hôi đó đi thì nó lại ra nơi khác. Ví dụ ra đầu hoặc ra ngoài da. Cái đó thì không có đơn giản xử lý được mà. Về nhà cứ ngâm rửa chân, ngâm nước muối đồ là xong thôi. Rồi giờ ok, dạ. Vấn đề gì nói cho vui vậy thôi. Em không thích cái điểm nào ở người bạn gái nhất? Dạ. Người vợ mình nhất? Em không thích ở người bạn gái nhất là cái tính hay nói một cái việc mà nói đi nói lại nhiều. Bây giờ mình đã quyết định tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em thì cũng tùy vào cái độ chính của cái tình cảm giữa em với bạn nữ đó là như thế nào thôi. Gia đình có hối thúc gì chưa? Dạ gia đình thì cực kỳ hối thúc. Dạ. Mình có làm dâu không bạn? Thế thì nhà em có một mình em con trai, sau hai em gái. Nhưng mà em thì tùy bạn nữ, bởi vì em cũng có mua đất đai riêng rồi. Nếu như vậy thì mình có thể xin việc được cho bạn nữ chuyển qua bên đây được không? Nếu dạ. Không được thì bạn nữ ở nhà nội trợ mình có thể nuôi được vợ con mình không? Dạ được, cái đó thì chuyện bình thường của em thôi. Nhưng mà cái em nghĩ thì phụ nữ cần làm trao đổi giao lưu với những đúng rồi xung quanh môi trường. Hỏi bạn nữ ai lấy vợ gì bắt dạ. Vợ ở nhà, ta đang là giáo viên mà. Không thì mình phải hỏi hết ý vậy mà. Bạn nữ có chịu qua làm dâu ở bên Đắk Lắk không? Dạ em làm dâu được ạ. Em rất thích được làm dâu và em rất là muốn được quan tâm chăm sóc
bố mẹ chồng như là bố mẹ đẻ của mình ạ. Dạ, tốt. Hay quá. Dạ. Bây giờ em không thích gì ở người đàn ông nào? Dạ, em không thích bạn trai lăng nhăng, giá trưởng. Có da nhăng được không? Chắc là không. Được rồi, không có gia trưởng ha. Dạ. Hôm nay mình đi có người nhà, ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, hôm nay em có hai bạn thân đi cùng ạ. Rồi. Dạ, đây là bạn của em, học chung đại học với em, hiện tại đang làm giảng viên ở đây ạ. À, dạ. À. Rồi, chào bạn. Dạ, chào, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường ạ. À, đáng lòng. Dạ. Chào chú Quyền Linh á, thấy cô vui lắm. Nhận dạ. Xét về anh bên này á thì chắc là được 9 điểm rồi. Wow, 9 điểm là quá bạn, cao. Bạn mà chấm vậy là nói chắc em chịu rồi. Giáo này gì mà chấm rộng rãi dữ vậy? Nên là vậy dựa trên cái cơ sở gì mà chấm rộng vậy em? Thứ nhất là thấy cái chiều cao của anh cũng đạt, rồi nhìn cũng phúc hậu, điềm đạm. Công việc thì cũng ổn định. Tại vì từ thành phố Buôn Ma Thuột về chỗ anh Trang làm thì là 60 cây. Ví dụ như là thu xếp được thì làm việc được, hẹn hò được và có thể tiến tới hôn nhân ạ. Rồi, cảm ơn em. Quá chuẩn xác ha, bạn nhận xét quá chuẩn luôn ha. Có đi với ai không? Dạ, có, em đi với anh họ. Anh họ. Theo đánh giá của mình á, thì bạn này rất là xinh. Đầu tiên là rất là xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Thứ hai là những cái điều mà bạn nói và yêu cầu về bạn trai á, thì mình thấy là hầu như là Phượng là đáp ứng những cái yêu cầu của bạn được. Thứ nhất là Phượng cũng có chí cầu tiến. Thứ hai là về nội trợ cũng nấu ăn rất là ngon. Dạ. Tuy là vẻ bề ngoài có vẻ là hơi lạnh lùng, nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì Phượng là con người rất là tình cảm. Anh chấm thử điểm cô giáo bên này có đi anh. Chắc là cũng phải xem 9,5 á chị. Dạ, này hai giám khảo này chấm dễ quá. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn hai bạn. Bây đó giờ là mình kéo màn lên. Ý kiến tham khảo thôi ha. Dạ. Còn chính quyết định vẫn là do mình. Kéo màn lên. Hai bạn có thể có 2 phút để trò chuyện. Bắt đầu. Dạ, em chào anh. Dạ. Em có dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Em mà hỏi trước đi. Khoảng cách giữa em và anh cách nhau 60 cây. Nếu như vậy thì anh sẽ tìm hiểu em như thế nào ạ? À, anh sẽ thu xếp được là một tuần ít nhất là xuống một lần. Dạ. Bởi vì cũng thực tế là cái công việc của anh cũng nó hơi nhiều, nhưng mà anh hứa là một tuần ít nhất là xuống một lần, còn không thì bữa nào mà tốn được thì sẽ xuống. Tùy theo cảm hứng em dành cho anh á, nhiều khi tối nào anh cũng xuống. Anh cũng đến đây là xác định thì gọi là mình cũng lớn tuổi rồi, anh tính dạ. là cũng để là lập gia đình. Những cái sự mà chuẩn bị cho quá trình lập gia đình thì anh cũng gần như là hoàn thiện, chỉ có thiếu cô dâu nữa thôi. Nên là anh cũng rất là mong muốn qua chương trình này thì được em đồng ý và chấp nhận. Em nghĩ thì hôm nay chương trình đã là nhịp cầu nối cho anh và em gặp nhau. Thì đó là cũng là một cái duyên gặp gỡ. Theo em thì cả em và anh cùng cho nhau một cơ hội để hai chúng ta có thể tìm hiểu. Đúng rồi. Nếu như chúng ta mà hợp nhau thì chúng ta sẽ tiến xa hơn ạ. Đúng rồi. Hết thời gian. Đắk Lắk và Đắk Nông có đồng ý bấm nút hay không? 3 tiếng đếm sẽ biết điều đó. Bắt đầu. 1 2 3. Là hai bạn thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Hay gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em thấy em thích ghẹo người ta lắm. Lầy đó phải không? Dạ đúng rồi, em lầy lắm. Dạ. Em nóng tính là em thường hay quạo và em có những cái lời lẽ nó không có hay, có xúc phạm luôn anh. Em có chính thức tìm hiểu mà một người chắc chưa tới một tháng rồi chị. Trời ơi sao dài. Có khi 3 năm sau chia tay. Sự trả thù mối tình yêu của em lần đầu. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi. Xin chào mời em. Nhà gái. Bây giờ nhà trai nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ cùng giới thiệu cho mỗi bên biết về nhau một chút ha. Mời bạn trai. Dạ em xin chào tất cả các bạn có mặt tại phim trường. Em tên là Hồ Điểm, em ở Hội An, Bình Định. Nghề nghiệp là em là một kỹ sư điện. Em năm nay là 33 tuổi. 33. Hiện em đang làm ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào và em chào tất cả các anh chị cô chú có mặt ở đây. Em là Thanh Thủy, em 29 tuổi.
Thì em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Hiện tại em đang làm ở phòng hệ thống kỹ thuật công ty PayVV ở quận 7. Có gần Bình Định không? Dạ cũng đi cái xíu luôn mấy gà. Cũng khá xa. Ủa xa hả? Cũng mấy trăm cây á. Ủa con thấy tưởng chữ Bình là hai đó kế bên. Đâu có sao em vậy, em nói về ưu điểm nhược điểm của mình coi. Về cái nhược điểm của em trước ạ. Dạ là em hơi nhát chút xíu, lười đi ra ngoài, em cũng thẳng tính trong công việc nữa. Nói nhiều mà em nói nhây nữa. Thế là nhược điểm nhiều dữ vậy? Dạ. Đối với những người mà em thân thiết á, em thích ghẹo người ta lắm. Ờ, lầy đó phải không? Dạ đúng lầy rồi, đó. Em lầy đó. Dạ. Dạ ưu điểm của em là em dễ chịu, vui vẻ, hòa đồng. Rồi đàn trai, ưu điểm nhược điểm thế nào nói cho đàn gái nghe coi nào. Em là một người rất là nhút nhát, rất là rụt rè và cũng là rất là nóng tính. Nhược điểm thì em là một người rất là dễ hòa đồng, siêng năng. Trong công việc thì em là một người rất là cần cù và chăm chỉ. Nóng tính nhất em làm gì là điểm? Dạ em nóng tính là em thường hay quạo và em có những cái lời lẽ nó không có hay đó. Đôi khi xúc phạm. Có xúc phạm luôn anh. Cái này giảm bớt thì xưa anh cũng bị cái đó. Dạ, không nên hả điểm ha. Dạ. Bên nàng gái cho chúng tôi biết được cái đường tình duyên mới đó cái coi sao. Dạ em thì là em có chính thức tìm hiểu mà một người. Từ cái anh nói là gói gọn là tìm hiểu chắc, với em chắc là chưa tới mấy? Một tháng rồi chị. Chưa, trời ơi sao dài vậy? Vậy là chưa có phải tình yêu quá. Dạ còn bên bển sao em ơi? Bên này mấy mối tình rồi? Có hai mối tình. Hai mối. Mối tình thứ nhất là nó rất là kéo dài. Rất là kéo dài bao năm? Dạ tới 5 năm lận anh. Chào em. Dạ, chào chị. Mối tình thứ nhất là mối tình thời sinh viên là 5 năm. 5 năm. Cái cuộc tình đó là nó hằng sâu trong em, nó làm em nên là tổn thương. Ủa sao nó dữ vậy? Dạ, nó lỗi do ai? Một phần là cũng do em anh ạ. Em yêu nhiều quá nên là em có nhiều cái vụng về. Hơi xúc phạm đấy đúng không? Phải không? Dạ đúng rồi anh. Rồi sao nói hay dữ ta? Giống như chuyện của anh vậy không? Anh em mình giống á. Lúc đó thì em đi tìm kiếm tình yêu, em sang bằng, gọi là sang bằng cái mối tình đó. Cái tình yêu đó nó cũng vẫn là kéo dài đến 3 năm. Có khi 3 năm sau chia tay. Sự trả thù mối tình yêu của em lần đầu nên là em muốn để quên đi những cái tình. Trời đất ơi. Cái này là không được nha. Thôi coi nó biết lỗi cũng tốt rồi. Biết lỗi và coi như là em chia tay là bởi vì em cảm thấy là vì mình không có yêu. Nè giờ cái hình mẫu lý tưởng của em sao nè? Thích bạn nữ có mái tóc dài. Dù bạn đó như thế nào em vẫn thích mái tóc của bạn. Xấu đẹp không cần thiết, miễn tóc dài được. Tóc giả được mà. Tóc giả được, bây giờ được hết á. Tóc giả mà bằng tóc thiệt á, có hết á. Đúng rồi. Em chỉ cần mái tóc thôi, không cần biết cái bạn đó là như thế nào luôn. Dạ đúng rồi. Em có tin là tóc chị Vân là giả không? Tóc chị Vân là chắc tóc thiệt anh. Người đẹp mà, chỉ nên là phải là mái tóc chỉ cũng phải đẹp như thế. Trời ơi, người đẹp tóc đẹp. Em bị lộn rồi đó. Tóc bây giờ là giả hết. Rồi lỡ người ta bị cái bệnh gì ta rụng sạch tóc rồi không lẽ ông bỏ ta luôn. Ha. Cái đó tính sau anh. Đó tính tiếp. Đúng rồi. Chị Vân nữa hay ra. Hồi hộp quá. Thôi phải nuôi dưỡng cái tóc này nha. Đừng bao giờ để cho nó rụng nghe chưa. Ô chào em gái. Dạ. Cũng dài. Nhưng mà anh không tin là tại sao em cũng xinh gái như thế. Mà đó giờ em tìm hiểu chính thức con người tháng là sao. Thì em đi học ra xong rồi em đi làm á. Mà thời gian đi làm của em nó một ngày nó phải trên 12 tiếng. Làm để dành tiền nữa lấy chồng hả? Dạ. Cái định ở nhà ở thân với ai nhất? Mẹ ba anh chị em luôn. Dạ. Thân giờ này còn ngủ với mẹ không? Dạ, dạ con. Có chờ tim mẹ không? Dạ, dạ con. Mà cái chỗ chờ tim mẹ. Chuyện nó bình thường. Con nít, thiệt là con nít luôn. Bình thường, có những chàng trai lên đây cũng nói y chang vậy. Chuyện nó dễ thương mà. Vậy thì giờ em nghĩ về cái người chồng của em phải như thế nào? Dạ, về ngoại hình á, thì em mong muốn là cao khoảng 1m65 trở lên. Rồi, dạ, không có bụng bự. Không có. Được không? Đầu được. Hói. Hả? Đầu hói. Không phải đầu hói hả? Không, em không thích đầu hói. Không có. Không có cơ quan đâu. Cởi được không? Được, nhưng anh là ok luôn. Cởi giày ok ha. Dạ. Hai bạn này đều thích tóc hết trơn á. Tính tình á thì là em cũng sợ nóng tính lắm. Nhưng mà bất kỳ người đàn ông nào thấy em là không bao giờ nóng tính nữa. Bao nhiêu cái nóng tính nó dịu xuống hết, mất hết rồi. Dạ, với lại ghen nữa. Ghen à? Dạ. Ghen dữ lắm nè. Em đi với ai? Dạ em đi với chị gái với lại anh trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em trai. Rồi. Em cũng chào mọi người trong trường quay. Dạ em là chị của Bích Thủy. Thì thấy em cũng nhìn bề ngoài thì cũng thân thiện. Nhưng mà được cái khuyết điểm của em thì chị cũng
Có nghĩa là mình nóng tính quá thì đôi lúc nó cũng không được vui cho lắm. Nếu như em kiềm chế lại bớt thì được. Dạ em xin hết. Cảm ơn nhà ha. Thôi mời đàn trai đi với ai? Rất là nhiều đó. Gia đình của em gồm có anh trai, người em sinh đôi của em, bạn, những người bạn cùng xóm của em. Đâu thử cho em gái Thủy đón thử xem. Đón thử coi nè. Anh ngồi số 2. Anh số 2 hả? Là anh áo xanh đó đó. Anh đeo kiến rồi hả? Dạ. Như vậy là chị biết cái mẫu người của em là như thế nào rồi. Anh nói sếp của anh rồi. Chọn ngay sếp đó em. Chọn ngay sếp thôi. Cho em lộn, dạ. Chọn lại lần nữa đó. Do anh chọn số 3. Thấy không? Anh số 3 là anh ảnh kế bên nhà em luôn. Đó, sai nữa. Anh em xin đôi của bạn điểm là ai? Đưa tay lên nào. Đó. Dạ. Xin chào anh Vương Linh, chị Vân. Em là em của anh Điểm, sinh đôi. Em ghi nhận là người bạn cũng dễ thương. Đến đây cũng một cơ hội rồi. Em mong là hai anh chị tạo cho nhau một cơ hội. Chắc em ăn nhiều hơn Điểm mà. Ai cũng nói vậy hết anh. Trước em mập là mập nhiều lắm. Nhưng bây giờ lấy em sinh đôi mà không có giống, không có giống nhau luôn giống. Được rồi. Mình tham khảo ý kiến gia đình vậy, mình cho quan trọng là hai trẻ gặp đúng mặt rồi, thôi sao? Hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Gia đình nhà tôi bữa nay là đồng phục màu hường nha. Cảm ơn quà. Cảm ơn anh. Hôm nay là em cũng có đem món quà tới tặng cho anh. Mà em đi em quên mất tiêu rồi. Trời. Anh có gì muốn nói không? Em mở quà đi. Em mở quà đi anh mới nói được. Dạ. Chiếc đồng hồ này nó có ý nghĩa là nó quay mãi, không bao giờ nó dừng. Cũng như là tình yêu của anh. Anh yêu một người là yêu mãi, anh không bao giờ anh dừng. Hát tặng bài lấy tình cảm với Điểm. Đã bao đêm anh thức viết thư tình, gửi trao em tình yêu và nỗi nhớ. Anh mơ ôm lấy em vào lòng. Thủy Thủy hát lại đi, hát lại. Dạ em cũng xin hát lại tặng anh một bài. Ừ. Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để minh chứng con tim. Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Rồi, hay quá. Anh nói trước đi. Cho em hỏi trước anh sao anh không hỏi được, anh đang rung quá. Dạ. Em thấy anh thì anh cũng dễ thương. Anh bề ngoài anh ok á, anh không có gì chê hết trơn á. Sau này em lại sợ cái tính nóng đó, cái tính ghen của anh á, nó sẽ ảnh hưởng tới. Tại vì anh nói là anh nóng tính, anh ghen, nhưng mà thời gian không biết là anh sẽ giảm hay là anh tăng, em không biết. Ê. Anh cũng cho cái tính anh hơi nóng nên anh cũng thích những người, ví dụ như em là một người gái mà rất là chiều chuộng và làm nũng, ví dụ như thế. À, để cho anh vơi những cái tính nóng của anh đi. Anh nóng tính nhưng mình cũng kìm hãm được cái sự nóng của anh. Do là nên em yên tâm đi, nóng tính là có thể anh thay đổi được. Đó, người ta khẳng định rồi. Với cái mái tóc dài này anh cảm thấy là đúng với mái tóc người thương của anh chưa? Dạ, đối với mái tóc thì của em thì anh thấy là mái tóc đúng đẹp. Anh sẽ thương yêu cái mái tóc của em. Em yêu mái tóc hay em yêu con người của người ta? Dạ, em yêu trước tiên là em nhìn vào mái tóc thì em thấy ok. Là đó là cái hình ảnh mà nó đập vào mắt anh thích. Dạ. Em vuốt thử mái tóc này coi là tóc thiệt hay tóc giả. Chắc em nghĩ là tóc thiệt cho chị. Thử đi vuốt coi có bóng mượt không? Mẹ em vuốt đi. Có bóng mềm, mềm mềm dị. Bóng mượt đúng không? Tóc này là tóc thật thì không phải tóc giả. Tóc đó là tóc thiệt đó. Anh cảm ơn em. Anh nhìn em thì anh cũng không biết hỏi gì hết luôn. Anh thấy em là ok, dễ thương. Sau hồi nãy giờ em thấy anh nói chuyện thì em thấy anh như thế nào? Anh đợi một chút xíu đi, giờ anh sẽ biết kết quả. Đợi chút xíu nữa đi. Chờ chút xíu nữa. Trả lời. Tất cả đều phải chờ chút xíu nữa. Đấy, giờ cái nút trả lời tất cả đó, cả đó. Rồi, chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Em
Em có thể nói lý do tại sao không bấm được không Thủy? Dạ thì em cũng nói như ban đầu rồi, em rất là sợ nóng tính với lại cái tính ghen á. Em sợ đòn lắm. Đúng rồi, Điểm ơi. Dạ. Cái đó bạn Thủy nói đúng đó, mình bớt cái nóng tính đi. Cái nóng tính đó đôi khi nó ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, thậm chí ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nữa. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn mỗi bạn một hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Nhãn hàng Findeli, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc thành công trong cuộc sống. Em đang là bà mẹ đơn thân. Em có hai bé. Cũng lỡ lần đò anh có ba đứa con. Em là người khá là lanh lợi và rất là thông minh. Mọi thứ cái em biết chút chút nha. Mình nóng ở mức độ điểm mấy ạ? Anh nóng chắc mức độ cỡ 1, 2 em ơi. Bây giờ xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Rồi, ngồi lên. Dạ. Rồi, mời đàn gái giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, và gửi lời chào tới quý khán giả xem đài của khán giả trường quay. Và đặc biệt xin gửi lời chào tới anh bên cạnh, người lạ ơi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Phi Yến. Năm nay em 39 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc của em thì em đang là hiệu trưởng của trường mầm non. Em tên Dương Nhân Đắc. Năm nay 45 tuổi. Dương lên đây xem rung rung quá, xem rung rung quá. Rung quá ha. Thoải mái lên nào. Dạ. Em đến đây chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh đẹp trai và chị Hồng Vân đẹp gái. Chào em. Đắc làm nghề gì? Làm công ty xây dựng. Rồi mình làm ở đâu vậy? Dạ em ở Bình Chánh anh. Quê Đắc ở đâu? Dạ ở Sài Gòn. Sài Gòn. Đó, em nói về mình đi, ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là đầu tiên là em là một người phụ nữ có cái sự nhẫn khá là tốt. Người thường nghe những cái pháp thoại mà hiểu về trái tim. Em là người khá là lanh lợi và rất là thông minh. Thì trong công việc thì em thực hiện khá là tốt. Khuyết điểm của em thì thứ nhất là em hay dễ tin người. Hai nữa là em hay quên vị trí đồ vật, chìa khóa và thẻ xe này kia mà giao cho em là em sẽ liền mất tiêu. Cái khuyết điểm nữa là em cũng hay dễ bị xúc động và dễ bị tủi thân. Các ưu điểm khuyết điểm thế nào? Dạ, ưu điểm của em thì thích nấu ăn. Em cũng mọi thứ cái em biết chút chút nha. Dạ, khuyết điểm em ạ. Hơi nóng tính chút xíu. Nóng thì anh đánh giá ở mức độ từ 1 tới 10 thì mình nóng ở mức độ điểm mấy ạ? Chắc anh hả? Anh nóng chắc mức độ cỡ 1, 2 em ơi. À vậy hả? Vậy là hơi nóng thôi đúng không ạ? Xíu. Đáng không đáng kể em ơi. Hãy cho biết một chút xíu về tình duyên đi. Bên gái trước đi, em nói đi. Em cũng chia sẻ thì hiện tại em đang là bà mẹ đơn thân. Em có hai bé, bé gái thì 14 tuổi, hiện tại đang sống với ba. Em thì đang sống với gia đình và nuôi bé trai 5 tuổi. Lý do là tại sao em chia tay? Thì cuộc hôn nhân của em thì kéo dài hơn 10 năm. Em là khi yêu và kết hôn thì chỉ một người đầu tiên. Thì trong quá trình sống chung thì dần dần em nhận ra thì em gặp một người đàn ông không trưởng thành. Cố gắng là vì con, nhẫn nhịn vì con, sống vì con. Và cũng bước ngoặt của cuộc đời của em là khi em làm việc ở một nơi họ dẫn dắt em về giá trị thiền và hiểu về cái cuộc sống vợ chồng. Có đôi lúc chính là cái cuộc chia ly nó sẽ mang tới hạnh phúc cho cả hai người. Và khi em hiểu ra cái chuyện đó thì em thay đổi cuộc sống bản thân mình. Và nó đã cho em cái kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Còn dạ. Bên Đắc thì sao? Dạ bên đây em cũng cũng lỡ lần đò anh, có ba đứa con. Dạ lớn nhất cháu ngồi dưới 18 tuổi, nhỏ nhất thì 7 tuổi. Em một mình nuôi ba đứa con. Ồ em tuyệt vời quá vậy. Chia tay nhau lâu chưa? Dạ được 5 năm rồi. Muốn tìm một người yêu thế nào nào?
Em chỉ cần là biết chăm sóc, thương yêu ba đứa con em và mẹ em là được rồi. Không có đòi hỏi gì, chỉ cần cưng ba đứa con, cưng ba đứa con và cưng mẹ nữa. Mong muốn của em, mong muốn của em về cái người một nửa còn lại của em. Sau cái trải nghiệm của hôn nhân thì em mong muốn cái người đàn ông cùng với em, thứ nhất là có công việc làm tốt, có trách nhiệm của gia đình. Ước mong có một người đàn ông giống như anh Quyền Linh, tất cả mọi việc là vì vợ và vì con, sống hết mình vì gia đình. Nói chứ anh chắc là đã có 80% là giống như anh Quyền Linh rồi đó. Dạ, em cũng cảm nhận như vậy. Em chào anh Quyền Linh. Chào cô giáo, chào hiệu trưởng. Dạ, em chào anh. Rất là xinh ha. Anh không nghĩ là em có gia đình hai đứa con đâu nha. Dạ, cái body nó vẫn chuẩn. Dạ. Một cô hiệu trưởng rất là tự tin. Dạ. Anh nghĩ rằng ngoại giao tốt đó. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi rồi mình cho gặp mặt ha. Đúng dạ, rồi. Em xíu xíu nha. Em đang quan sát và em đoán hình như bé áo trắng là con gái của anh. Đúng không ạ? Đúng rồi đó. Cô chào con. Dạ, lời đầu tiên nói là xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Trân. Con thấy là cô này rất là dễ thương, xinh gái. Con ủng hộ cha đăng ký này. Mong muốn cha là tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Chỉ cần là cô yêu thương cha con là con cảm thấy vui rồi. Trời cảm ơi. Ơn con rất là nhiều. Thời rủ bây giờ ba con lấy vợ về, ba con thương vợ nhiều hơn thương con rồi sao? Dạ thì con cũng lớn rồi, cũng biết tự lo cho bản thân rồi. Nên là ba con muốn yêu thương cô thì con cũng chấp nhận. Trời, trời ơi cưng quá đi. Cho bên gia đình đàn trai phát biểu một câu. Tôi là Dượng của cháu Đắc. Thì trước hết xin chào tất cả quý vị và hai MC. Ở Đắc là cháu của tôi. Thì tôi thấy cháu còn rất nhiều cái điểm mạnh mà cháu không chịu nói, nhưng mà tôi phải nói. Cháu rất là hiền và thành thật. Tôi chả thấy cháu nóng cái chỗ nào cả. Tôi thấy là vừa một mình nuôi ba đứa con gái 5 năm nay rồi, một ba mẹ già, nhưng mà cháu vẫn không có cái gì là có vẻ nóng nảy bực mình. Cháu như cô đơn như vậy. Vợ chồng tôi mới yêu thích chương trình này nhiều, cái nào cũng coi. Thành ra vợ tôi mới đăng ký lên. Dạ. Và động viên cháu có cả sự ủng hộ của con Đắc nữa. Dượng sẽ nhận xét về cô gái này. Dạ. Dượng không cần đòi hỏi cái gì, thấy hai con quá xứng đáng, đẹp đôi. Nhưng mà cái ưu điểm mạnh của bên này, dạ, con phải ghi nhớ rằng đã đi dạy học như thế này và có tấm lòng, biết chia sẻ và biết cảm thông, cái điều quan trọng nhất ở chỗ đó. Dạ. Và cả hai bên đều có con cái, chúng ta sẽ là một gia đình mạnh nhất nếu hai cháu tiến tới. Hay quá. Dượng ơi, Dượng hay quá, Dượng ơi. Đến đây chương trình thì em có hai người thân của em. Thứ nhất là bạn thân. Với thứ hai là đứa em gái ruột của em. Em chào anh. Dạ, chào em. Chị em thì hơi lớn tuổi một xíu. Có một cái khuyết điểm nữa mà chị chưa nói là chị nói hơi nhiều nha anh. Dạ đúng rồi. Không, anh cũng, dạ, nói anh cũng hay nói nhiều mà. Dạ dạ rồi. Ảnh thì bề ngoài là rất là đẹp trai luôn á. Để chị nói em nó cứ dơ cái ghét cái thần cái thái rất là giống. Bên trong thì em không biết, để chị em tự tìm hiểu lấy nha. Hay quá, hay quá. Rồi, hay đó. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi, đúng rồi. Mở rào. Chúng ta cứ thoải mái trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn nha. Rồi, anh chào em. Dạ, em chào anh. Dạ. Anh có món quà và món tặng em. Dạ. Chưa gặp mặt nhưng mà trùng tên. Trùng họ anh. Không, trùng tên luôn em. Là sao? Tại con anh cũng tên Yến. Dạ. Mà cái người mà để anh thành lập công ty cũng tên Yến. Chứ mai mốt đừng có về la con rồi. Nhưng mà em cũng tên Yến nữa, hình như này có cái gì đó. Và em cũng chia sẻ là sau khi ly hôn, vì có khả năng tiếng Anh cho nên em cũng quen bạn bè trên online qua mạng và những cái người nước ngoài. Thì sau một thời gian em nhận ra là cái sự trung thực họ không có, và sự không có sự nghiêm túc. Thì theo anh thì người phụ nữ họ cần gì khi yêu? Phụ nữ cần trước người đàn ông. Sao hình như em gặp thấy cảm giác run run á. Cảm giác thì người đàn ông bờ vai để cho người phụ nữ dựa vào. Dạ còn gì nữa không ạ? Sao giống trả bài vậy trời.
cô giáo bị bệnh nghề nghiệp rồi. Khi yêu người phụ nữ cần gì? Dạ cái này lâu quá em quên rồi. Đầu tiên thì cái ấn tượng đầu tiên của em thì em rất là hạnh phúc vì một người đàn ông hy sinh cuộc sống của mình để chăm lo ba đứa con. Với em là đó là cái điểm cộng đầu tiên mà em nhìn nhận về anh. Và cảm giác thứ hai thì em cảm thấy em có cảm giác hạnh phúc khi em nhìn thấy anh. Dạ, anh cảm ơn em. Vậy là quá đủ rồi. theo em thì nếu mà hai đứa có thể đến với nhau thì em có muốn muốn kiếm thành thêm một em một cháu nào nữa không? Dạ. Về mặt cơ thể thì em vẫn là người mẹ có thể sinh con rất là bình thường. Còn về cuộc sống thì để có thêm nữa hay không thì em nghĩ các anh với em đó là một cái sự bàn bạc thống nhất. Nếu như anh muốn thì em đồng ý. Ok. Chấp nhận. Bây giờ thì đồng lại là anh đang suy nghĩ điều gì về cô gái đối diện và anh mong muốn thế nào, anh nói cho cô gái biết đi. Nói thật lòng mình. Yến đây thì dễ thương, phong cách em cũng rất là thích. Cũng muốn hy vọng được hai đứa của anh, hai người anh quan hệ hả? Anh đâu nói quan hệ anh à, dạ. Hai người có mối quan hệ tốt à, đẹp. Mối quan hệ tốt đẹp, anh làm em lẹo lưỡi. Yến múa hay lắm. Nào Yến có thể thể hiện một chút cái tài năng của mình. Em mời anh. À, em mời chị Hồng Vân. Thích cha, chị múa hả? Dạ không, cái này là mình chỉ có lắc lư cơ thể một chút thôi chứ không có múa gì nhiều đâu chị. Đây là bài nhảy của cái điệu nhảy Chicken Dance ạ. Ok, stop nha. Hay quá. Rồi, nhìn thẳng vô cổ mà thê hát cũng được. Đó. Đó. Trời ơi. Bắt đầu. À, bây giờ nếu mà tỏ tình thì em ngồi. À, em ngồi anh đứng nha. Đó. Em ngồi anh. Lùng quá. Anh lấy bình tĩnh tí xíu nha. anh xin thề yêu em mãi thôi. Ông e ấp quá, ông mạnh mẽ lên cho tôi coi. Ôi có, hôm nay cho em run gì ơi. Nhưng mà em đâu run đâu, hôm nay em vô em run quá. Thì gặp đúng đối tượng rồi đó. Anh xin thề yêu em mãi thôi. Yêu em nằm say suốt đời. Yêu em nằm say suốt đời. Em là bồ anh đẹp trai dễ thương. Ôi cho em được như đó rồi. Em bắt đầu. Ủa bây giờ đọc ai hát vậy? Em đọc luôn anh ơi. Em đọc luôn anh ơi. Trời ơi. Anh giúp mà em phụ mà em. Ủa sao phụ được trời? Chuyện yêu đương ông làm chứ tôi phụ sao được? Vậy anh biết sao không? Sao? Em khớp quá hả? Lặp lại nè, 2, 3, bắt đầu. Trời, em sặc quá, anh ơi, trời em sặc. Nói là bài hát nó cũng được nữa. Bắt đầu. Anh thề là anh sẽ yêu em suốt đời. Trời đó. Ơi. Vậy thôi. Rồi. Thề yêu em suốt em đời. Em là số 1 của đời anh. Đó. Em number 1 à. Rồi. Được rồi. Mình vậy để tay nút bấm đi. Dạ thôi vậy em ưu tiên bấm luôn nha. Rồi. Tao có nút rồi. Em bấm luôn à. Bên đàn gái chuẩn bị, chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Quyết định là của trái tim mình. 3, 2, 1 hết thời gian. Chúc mừng hay lắm, bạn lệnh lắm, chúc mừng nha. Không có bắt tay nữa, không có bắt tay là mình nắm tay nắm luôn anh. Hai người này lấy nhau gì vui lắm nè. Ồ, vui lắm luôn á. Dạ xin phép đàn gái cho anh xin hôn chị em cái nha. Nhiều khi á em mà
buồn á là em ăn nhiều lắm, nào ăn gì nào hết, cơn nghiện ra ra em nghỉ ăn à. Anh thích ăn là anh về đội của em được rồi anh. Em từng trải qua một đời chồng rồi. Phụ nữ là lúc nào cũng phải chiều chuộng chứ, đàn ông hơn thua phụ nữ không tốt anh ạ. Anh cưng người yêu dữ không anh? Chắc chắn là phụ nữ là anh là lúc nào cũng là cưng rồi đó. Rồi ngồi đi em trai. Mời bạn nữ nào. Rồi vô tim của chị luôn. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Tiến Phước. Hôm nay em 38 tuổi, quê quán Cần Thơ, làm việc ở Sài Gòn. Làm Sài Gòn mà làm gì Phước? Dạ làm tài xế anh Quyền Linh. Còn em? Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia cùng quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Phương An. Em năm nay 31 tuổi, em là chuyên viên tàu khoa học công nghệ Long An ạ. Hôm nay thì tới với chương trình đó thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng chị Hồng Vân. Ủa, đây là chính hả? Tay em hôm qua em mới làm dành tặng cho chị ạ. Ồ, trời ơi chị cảm ơn em. Dạ. Cưng quá vậy. Nhớ trời. Chia Linh nha Vân. Mẹ. Kia sao? Sợi dây đó. Càng ngày càng ấy à. Bây giờ mình nói chút xíu đi, điểm mạnh điểm yếu cho đàn gái biết đi. À, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết quan tâm với mọi người. À, nhất là bạn gái, yếu của em là hơi nóng tánh với hơi ăn nhiều. Nóng tánh với ăn nhiều hả? Giống như trang anh luôn. Cưng, nổi dạ, cưng điên nhất là làm gì? Nóng là có nghĩa là những như trong công việc, ví dụ nhiều khi mà mình thấy công việc nó căng thẳng mà có người căng thẳng hơn mình thì mình nói giải thích người ta không hiểu đó, nhiều khi mình hơi lớn tiếng người ta xí. Rồi thích nó ăn thèm ăn là sao? Em thích ăn là dạ, sao? Nhiều khi á em mà buồn á là em ăn nhiều lắm, nào ăn nào hết, cơn nghiện ra em nghỉ ăn à. Em thích những người ăn nhiều không? Dạ em thích người ăn nhiều tại vì giống em mà chị. Vậy hả? Dạ. Rồi đâu để bây giờ mình nói về mình coi. Điểm mạnh của em thì em là một người thích hợp với công tác xã hội. Em rất là thích làm những cái mà gọi là tự tay mình để gửi tặng đến người thân. Em thì thích ăn nhưng mà em ăn có chọn lọc. Anh thích ăn là anh về đội của em được rồi anh. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị lười nhát tí. Em là con một cho nên là những cái công việc nhà thì cũng hơi nhát. Nhưng mà được cái thì em thích chăm sóc người thân. Rồi, nhưng mà anh hồi nãy anh nói là anh nóng tính. Em về em không biết là em với anh sao nữa. Tại vì em cũng bản thân em cũng nóng tính. Em nóng cũng tính nóng tính á, dạ. Nóng tính là cũng như là trong công việc. Còn ngoài hết công việc á là anh gắt hiền. Phụ nữ là anh thích nhất. Tại vì phụ nữ là hiền. Các người đàn ông suy nghĩ như thế nào thì anh không biết. Còn riêng bản thân anh thấy là phụ nữ là người nào, nếu mà là phụ nữ là anh rất là thương. Phụ nữ hiền lắm hả? Dạ không, phụ nữ nhiều người, tại mình không chọc người ta đâu có nóng đâu chứ anh. Mình chọc người ta đó, tại mình chọc là do cái miệng mình chọc người ta, bản thân mình chuốc lấy hết á. Phụ nữ mà chọc đi rồi biết. Dạ em biết mà, phụ nữ là lúc nào cũng phải chiều chuộng, chứ đàn ông hơn thua phụ nữ không tốt anh ơi. Anh cưng người yêu dữ không anh? Dĩ nhiên là anh là chắc chắn là phụ nữ là anh là cưng lúc nào luôn. Cũng là cưng rồi đó. Nhưng mà chưa có cơ hội không biết sao đây. Nhưng mà sao anh cưng vậy rồi mà ba mấy năm anh vẫn còn. Tại vì lúc trước á thì anh cũng có một mối tình là ở dưới quê, vật chất gia đình anh thì cũng nói chung là cũng chưa có để lo cho người ta được, người ta cũng đi lấy chồng. Với quan niệm anh là mình nhắm mình lo cho người phụ nữ được á là mình nên lập gia đình, trụ cột gia đình, mà mình không lo được phụ nữ là cũng thiệt thòi cho phụ nữ. Hay quá. Câu này hay quá. Chỉ là có mối tình thôi hả? Dạ. Chia tay mối tình nó bao lâu rồi? Dạ chia tay mối tình nó cũng năm nay cũng mười mấy năm mình lên. Mấy năm rồi. Dạ. Mà không có quen mối tình nào khác nữa. Không, tại vì công việc của em á thì nói chung thì cũng em thì lên Sài Gòn thì em đang quyết tâm là lập nghiệp. Ví dụ mình sau này em kiếm một ví dụ mà mình có duyên thì mình làm mình thấy có ổn định công việc thì mình sẽ kiếm duyên sau. Cái đó là công việc thì tiền bạc thì ai cũng cần, nhưng mà em cố gắng mình cho dù người đàn ông nó cực cỡ nào mình phải kiếm mình để cho phụ nữ nó khỏe khoắn hơn chứ. Nhưng bây giờ đủ tiền lo cho phụ nữ chưa? Dạ thì cũng không có nhiều cũng không có ít, nhưng mà có thể là bản thân em là chắc có thể là lo được cho phụ nữ. Lo được phụ nữ rồi, dạ, ha. Ok đúng không? Dạ. Rồi vậy khỏe. Còn em sao? Tình duyên sao nè? Em từng trải qua một đời chồng rồi. À. Em kết hôn năm em 25 tuổi, nhiều vấn đề xảy ra rồi hai đứa em dẫn đến là không có thể tiếp tục được nữa. Sau khi mà ly hôn thì thật ra thì em cũng có tìm hiểu
ba mối tình, nhưng mà kiểu giống như em là một người sống thiên về tình cảm, ta cũng dựa vào cái điểm yếu đó của mình mà người ta gạt mình. Nhưng mà hôm nay đi lên chương trình thì em không tìm người yêu, em tìm chồng, em tìm chồng. Chồng ơi, anh ở đâu? Em đang ở đây nè. Chị hỏi này chút xíu là em đã có con chưa? Dạ em chưa có con. À chưa có đúng không? Vậy là cũng đỡ ha. Rồi em trai cảm nhận thế nào khi cô gái kia đã lỡ một lần đò? Em thì đàn ông thì em không tính toán gì, cái ví dụ mà có gia đình thì cái đó là cái nỗi khổ, không ai muốn vậy. Là miễn sao mà cái quá khứ mình gác bỏ qua, mình tính cái tương lai thì thực tế thôi. Được, suy nghĩ rất là tốt. Chào em. Dạ chào chị. Mơ ước là cái một nửa kia của em sẽ là người như thế nào? Mơ ước nửa của em thì cũng đơn giản lắm. Là biết chuyện và biết thương yêu người lớn, biết tôn trọng người lớn, không có cần phải ngoại hình. Dạ không cần ngoại hình, nói chung là giản dị lắm. Nhan sắc thì cũng bình thường thôi cũng được, không quan trọng nhan sắc. Con đây một. Chỉ cần tình yêu thôi. Dạ. Con một. Dạ nếu mà con một thì cũng không sao, tại vì em thì cũng quan niệm em là tự lập, mà nói chung là miễn mà sống đâu hạnh phúc là được rồi, không có quan trọng là phải. Tại vì con một đâu có đi đâu được đâu. Dạ. Phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Dạ. Thì em nghĩ sao về điều này? Nói chung là nếu ví dụ mà cha mẹ đi. Bên nào cũng là cha mẹ, nếu mà tạo mình ra là mình phải người lớn, là lúc nào mình phải tôn trọng và kính nể, không có nên cha mẹ chỉ có một thôi đúng không? Không nên phải bên này bên kia. Em là người lớn là bên nào em cũng là đặt định vấn đề là mình phải phụng dưỡng người lớn. Mà vừa rồi em nghe bạn nữ bên đây tâm sự về cái cuộc đời của bạn á, như vậy thì em có e ngại điều gì? Dạ không e ngại, cái đó là em, đó là mình không nên, nếu mà hai người tìm hiểu là quá khứ là mình gác qua bỏ quên đi chị. Mình phải thương người ta hơn nữa chứ. Tại vì phụ nữ nó đúng rồi. Nó trải qua khổ lắm. Bạn này nãy giờ chia sẻ bạn ấy rất là chân thành luôn á. Thì tôi có nói gì đâu, tôi nói tôi trai là tôi là số 1 rồi đó. Tôi thấy là tôi quá ưng gia đình bên đàn trai rồi đó. Tôi còn ưng đàn trai được nói chi ai. Tao xích qua tôi coi đàn gái cái coi. Dạ chào anh Nguyên Linh. Ha. Đồng màu đồng chất luôn. Nếu như bây giờ bên đây với bên kia đồng ý thì khoảng bao lâu em có thể cho bên đây bước tới? Dạ bước liền luôn đi anh. Dạ bước liền luôn đi anh. Bước liền hả? Dạ bước liền. Bước liền. Cũng muốn bước, bước cái mà cái gào nó cản em ơi. Xong cái gào quả em qua hốt liền á. Hốt liền. Được luôn. Dạ vậy bước liền rồi. Nhưng mà em thích bạn trai sao? Mẫu bạn trai của em thì cũng đơn giản lắm. Cái điều đầu tiên là sẽ chấp nhận là ở rể. Cái điều thứ hai là không phải con một. Dạ tại vì em là con một rồi cho nên là nếu mà con một nữa thì không thể ở rể được. Em không thích người hút thuốc và xăm mình, nhưng mà nhậu thì được. Dạ em nhậu với em là được, còn nhậu với người khác là không được nha. Nhậu đế gò đen ha. Anh ơi anh nhậu được không anh? Anh nhậu được em. Dạ Long An nổi tiếng là đế gò đen đó anh. À anh thì đế nào cũng được mà miễn sao xỉn là được rồi. anh uống được nhiều không anh? Anh thì uống bia thì anh uống được chắc cỡ 6 lon, còn rượu thì chắc nghe nó rượu gò đen rồi cũng mạnh lắm, chắc anh uống chắc được xị á. Dạ vậy vậy được rồi. Dạ em thì cũng sơ sơ khoảng 10 tới 15 chai. Trời ơi. Em yên tâm đi, em uống đi, anh đưa em về không sao đâu. Dạ dạ được rồi. Rồi hôm nay em đi với hai em gái? Dạ hôm nay em đi chung với lại chị đồng nghiệp của em ạ. Chào chị. Xin chào anh Nguyễn Linh, chị Hồng Vân, chào em trai và quý vị khán giả. Em là chị bạn đồng nghiệp với Xuân An. Thì em ấy thì vui vẻ, hòa đồng, tính tình cũng tốt lắm. Còn em trai bên đây thì theo em tin giỏi, như từ nãy giờ thì thấy em trai cũng hiền lành, chững chạc. Thì hai em cho cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi, bạn trai bệnh đi với ai? Dạ, em đi với chị em. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em là chị họ của Phước. Tính của em Phước thì cũng hiền lắm, hơi cọc tính tí thôi. Theo chị thì bên đàn gái nhìn thì cũng được, tính cũng được đó. Mẫm mỉm dễ thương. Mẫm mỉm mà dễ thương. Chị thấy là hai đứa cũng được đó. Cảm ơn chị. Dạ, rồi. Dạ em cảm ơn. Mình mở rào hai bên gặp mặt đi rồi cái được cái bấm nút cái mình tiến tới luôn. Đúng rồi. Rồi mở rào. Miền Tây. Đến tới chương trình đó thì em có hai món quà tặng cho anh. Thì đây là một cái món quà mà em muốn gửi tới cho ba của anh. Dạ, tại vì người ơi
trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Còn cái món quà thứ hai á là em món quá thứ hai nữa đấy. Gửi tặng anh đi. Đây là một cây sen đá. Thì sen đá thì nó tượng trưng cho một cái nghị lực vươn lên từ những cái khó khăn nhất. Và cây sen đá này thì nó có hai cái vòi hoa. Thì em nghĩ đây là tượng trưng cho anh và đây là tượng trưng cho em. Hai cây này quấn nhau vậy thì thôi anh về với em đi cho rồi. Thôi anh về với em đi cho rồi. Em tặng anh ạ. Anh cũng có quà tặng em. Dạ. Quà này là chính tay anh làm. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Bữa này ở dưới quê ba anh gửi lên cho anh. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn bác ạ. Quà cáp đã xong, thủ tục đã xong, bắt đầu mình trò chuyện. Anh quý phụ nữ, nhưng mà khi có em rồi thì anh quý mình em thôi, đừng quý phụ nữ nữa nha anh nha. Thì có một là đủ rồi, mình nhiều quá người ta nói mình tham, mà tham nhiều khi mình không được gì hết. Anh có bản chất anh là có cái là chung tình. Dạ. Cũng hơi anh, nhút nhát. Anh thấy em sao? Em thì cũng bình thường, đối với anh thì người bình thường thì anh có cảm tình nhiều hơn. Tại vì anh có lúc mà anh có tham gia chương trình á, thì anh cũng có nói á, là mập hay là ốm không quan trọng. Quan trọng nhất là cái tấm lòng và cái tâm hồn thôi, chứ vẻ hình ngoài cũng không quan trọng với anh. Dạ. Tại công việc của anh thì có thường ngày có bận lắm không anh? Nói chung về công việc của anh á, thì bên chạy xe thì giao hàng thì nhiều khi có bữa thì có hàng, không có bữa thì có khi làm suốt, có khi làm cũng có 12 giờ phía đi xa để giao hàng đó cũng bên. Rồi nếu mà hai đứa mình quen nhau á, rồi sao anh? Thì rồi tại chủ nhật anh được nghỉ mà. Dạ em thứ bảy chủ nhật em cũng được nghỉ. Đường xa mấy anh không sợ, mà sợ nhất là em không thương anh thôi. Dạ tại vì hiện tại thì em đang học chương trình thạc sĩ cũng sắp xong rồi, tới lúc đó thì cũng có nhiều thời gian hơn. Em có muốn hát bài gì tặng cho bạn không? Dạ nếu mà em hát gì hơi không khó nghe thì cũng gắng nghe giùm em nha. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, chưa gì đã nhớ rồi. Thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng. Rồi em gái hát tặng đi. Dạ. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Nếu cho tim ngừng đậm và đôi chân ngừng đi, thì anh ơi xin anh hãy cứ tin. Tin em nha. Dạ rồi. Anh dễ tin lắm. Dạ. Rồi để bây giờ thấy đến thời khắc mà các bạn bấm nút được bấm rồi đi. Đó thấy cặp này cũng họ ổn rồi đó. Chuẩn bị 1, 2, 3 rồi. Yes. Vô ngon lành liền, ngon lành liền, ôm nhau luôn đó, ôm nhau rồi đó. Trời ơi, hợp ơi, hai người cũng hợp lắm nha. Đó hợp không anh? Đó, hợp. Hợp không? Dạ bây giờ nè, em hứa gì với cơ quan của bà xã tương lai với gia đình hai bên đi. Dạ em cũng ít nói còn biết nói gì, em nói thật sự là bữa nay em vui lắm, em sẽ cố gắng là những gì mà tốt đẹp nhất là em dành cho phụ nữ, hay là dành cho vợ em. Trời ơi, rồi vô luôn, vô luôn, ôm luôn, luôn, bên kia không lại luôn, ôm chặt cái con, ôm thật chặt, không biết con cho tả thôi. Hai người dễ thương lắm á, cưới mới mời gần ngang sát bờ luôn, ha. Trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Hơn bạn xíu thôi. 40 non, 40 non. Ôi trời ơi. Mời nhà trai. Ơi, chào em. Rồi, mời đi em. Xin mời nhà gái. Nào, mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. Cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà làm công tác này ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. Em bạn Trấn Thành hả?
Kéo hay sao anh? Rồi còn em. À dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. Hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Ario. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn một xíu thôi. 12 lon hả? 15 lon? À, tầm 40 lon. 40 lon. Ôi dồi ôi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sai ơi, chết cả rồi. Nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có nghĩa là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là người xử lý vấn đề tức thời nó tốt, nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Gọi gì nhỉ? Không chỉnh chu cho mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Thật xấu của em bên đây là gì? Chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng, rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, là 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chí hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thế ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Em ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không mối tình nào khác chị. Một phần cũng vì công việc, một phần hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn, như em thấy là em đi suốt đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn, thấy hàng xóm đang nấu cơm ấy, thì cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á, thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá, thì bạn ấy có một chút hiếu khô. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Sau rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, không còn trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. Em đặc biệt là thích răng, nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. Rất được. Dạ. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không, em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút đó. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm đó. Xinh là được cái tốt nhất, mà không gái xinh thì cũng xinh. Nói chung nó có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy, và cá tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á, thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho chị em được hả? Em thôi. Đúng rồi. Dạ chào anh Nguyễn Linh. Trời ơi, nó sững sờ liền đấy chưa, sững sờ xinh đó. Dạ đó. Cảm ơn. Rất là điện ảnh cũng nha, cũng phản phất của Hòa Minzy đó, lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á, thì là trên á, thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á, thì mình nhân viên dưới mình á, thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ, và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai, và em muốn là lo cho em của em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. Là em trai đưa... có đây không? Dạ có kìa. Cho anh dạ. Gặp em trai chút đâu, nữa. Đâu. Nhà em thì là bốn anh chị em, là em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út,
Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Em 20 tuổi đang làm gì? Đó là rửa xe ạ. Có học cái nghề gì không? Cũng không ạ. Học từ đó tới lớp mấy? Lớp 8 ạ. Thế lương được không? Cái một ngày làm được bao nhiêu tiền? Chắc tầm sắp xỉ 5 triệu ạ. Ôi dồi, 5 triệu một tháng. Một tháng hay một ngày? Ôi trời ơi, tôi tưởng 5 triệu tôi bỏ, tôi làm sửa xe, tôi là rửa xe luôn đi chứ còn gì. Em tưởng nó một tháng chứ. Thế hả, một tháng, thế là cũng có giúp được chị rồi đúng không? Vâng. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì phải về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh ạ. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Em có món quà này tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. Thì chắc chắn là... Rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Còn em tặng tao gì đó? Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Đấy, thì... rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ, không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán mây hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Xoan đúng không ạ? Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa. Mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh vừa rồi quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Cho cô ấy kiểm tra Giang coi được. Giang anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 lần, 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Ừ, hay quá, hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào, để nắm tay Thế được, đưa bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh chị và em với lại mình được hôn bạn được không? Đấy. Hay quên anh, đôi khi hay quên lắm. Hối thúc em việc gì là em sẽ quên việc đó. Điểm yếu của em là thật thà quá. Thật thà quá hả? Em có một mối tình ở khách sạn anh. Chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên, rất là dễ thương, cũng rất là vui ha. Không chần chờ gì nữa, chúng ta phải gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Hôm nay Vân thấy là nhiều cái thú vị sẽ xảy ra. Rất là vui đó. Bây giờ thì xin mời cặp đôi tiếp theo. Xin mời nhà gái.
Chào chị. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, bây giờ mời nhà gái này, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Bình Út. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em kinh doanh online về giày và nước hoa. Em gia đình em hiện tại là có 15 anh chị em. Em là kế Út nên em tên là Bình Út. Là em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 8. Bình Út, 15 anh chị em đó, người ta là áp Út là thứ 14 đó. Anh gì ơi? Dạ. Rồi giới thiệu về mình đi em. Lần tiên xin chào các bạn với trường quay. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Bảo Di. Năm nay em 36 tuổi. Nhà em ở thành phố. Nhưng mà nhà em ở thành phố và ở quận 10 em. Công việc của Bảo Di? Công việc của em là hiện giờ em đang hùng với một người bạn mở quán cà phê ở quận 7. Thôi, em nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của em cho đàn gái người ta nghe đi. Điểm mạnh của em là hòa đồng, dễ chịu và biết quan tâm chia sẻ người khác. Còn điểm yếu của em là hay quên anh, đôi khi hay quên lắm. Có nghĩa hốt thúc em việc gì là em sẽ quên việc đó. Mà không hốt thì thôi làm từ từ sẽ từ nhớ. Từ nên sẽ nhớ. Mời đàn gái. Em sao em nói về cái dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Rồi còn điểm yếu? Điểm yếu của em là thật thà quá. Thật thà quá hả? Dạ. Nghe bạn kia bạn nói bạn hay quên á, có khi nào mai mốt mà hẹn hò với em mà quên luôn giờ dạ, giấc cái không? Đó để em nhắc. Em có những cái sở thích gì đặc biệt không? Dạ em thích thể thao, em thích du lịch. Thì về thể thao thì em chơi môn cầu kiển. Đá dạ, cầu á phải không? Dạ đúng rồi. Vậy hả? Còn về du lịch thì em đi, em rất thích đi rất là nhiều nơi. Em thích như vậy. Nên em cũng muốn người bạn của em cũng thích cùng sở thích của cùng em. Cùng sở thích. Đợi chút xíu nữa mình hỏi nha. Chút dạ. Xíu nữa em mở rào ra em hỏi liền. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình ở khách sạn anh. Em có một mối tình ở khách sạn anh. Mối tình ở khách sạn hả? Không phải. Là mối tình là đó em làm khách sạn á, là bạn đó làm chung. Có ở trong khách sạn không? Dạ có ở trong khách sạn à. Ở khách sạn hả? Lâu không? Em mua mối tình đó cũng được 6 năm anh. 6 năm? Wow. Dạ. Là chắc chắn có đêm ở khách sạn. Không có. Có không? Dạ không có. Có trực đêm không? Có trực đêm anh, tại em đó em là lễ tân. Tất nhiên là có trực bạn đêm. Bạn kia là gì? Bạn kia là làm phòng. Làm phòng là dọn dẹp phòng rồi đó. Em có vô vụ phụ dọn dẹp phòng không? Có. Có phụ dọn dẹp phòng? Có luôn. Có hai đứa ở trong phòng không? Dạ cũng có luôn anh. Có nắm tay trong phòng không? Có. Có hôn trong phòng không? Có hôn trong phòng luôn anh. Gì nữa không? Dạ không, cái đó chưa có. Thôi, thật tình dễ sợ luôn đó. Lý lịch tình yêu là 6 năm một mối tình ở trong phòng. Nhưng mà sao mà yêu nhau 6 năm mà bỏ nhau uổng vậy trời? Nói chung thì lúc đó em chuyển một công việc khác nữa. Với lại bạn đó tính tình cũng hơi hờn dỗi nó. Sao ta giận dỗi chứ có gì đâu. Mà giận dỗi thường thường giận lâu nên tôi mới giận có khoảng đông tháng mà. 6 năm mà không hiểu nhau. Dạ. 6 năm có lần nào vượt rào không? Không có anh, tại vì bạn đó cũng kỹ lắm. Em dám đề nghị. Em ở thành phố thì muốn lập gia đình, trong tay có tiền. Tại vì sao? Mình muốn lo cho cái người mình yêu thương á là phải tuyệt đối. Cái về trụ cột của người đàn ông nó nặng hơn anh, chứ không phải là kiêng một người về phụ nữ. Trụ cột rất là nặng. Bây giờ mình muốn hỏi như thế để chứng minh được là đàn ông người này rất là đàng hoàng. Thấy chưa? Tôi nghe nhà gái bên tôi thấy ưng rồi đó, ưng rồi đó. Chứng minh cho đàn gái bên đàn trai là số 1 luôn. Còn mình sao nè, mình nói cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì chưa có mối tình nào thật. Chỉ có coi tìm hiểu thôi, chưa có mối nào tình nào là gọi là chính thức. Em á hả? Dạ. Thiệt luôn á hả? Dạ. Tức là tìm hiểu mấy người, một người hay là? Dạ không, tức là có mấy anh cũng thương. Nhưng mà mình tìm hiểu thì mình giống mình quan sát á. Thì chưa thấy rung động nên chưa có mở lòng. Em không có rung động, nói dạ. Thẳng ra là chưa có người yêu luôn, đúng không? Dạ đúng. Bên đây còn dưới kèo bên tôi nữa nha. Em á là tìm hiểu 6 năm chưa vượt rào, một mối tình rất trong sáng đúng không? Yeah. Nhưng mà em còn biết yêu là như thế nào. Yeah, còn bên đây là người ta chưa có mối tình nào luôn. Em vui hay là em hồi hộp hay là cảm giác em khi mà em tiếp nhận cái điều đó, cái thông tin đó như thế nào? Nói chung em cũng có cảm giác là vui. Bản thân em á, một khi em yêu á là em sẽ lo lắng và yêu thương người đó rất là nhiều. Nhưng mà nói chung thì thôi, khi quen nhau cũng có đôi lúc hờn dỗi hay này nọ đó, thì cũng phải giận, giận ít thôi chứ mà giận nhiều. Đừng giận nhiều mệt mỏi đúng không? Lắm. Có nghĩa là đừng có nhõng nhẽo quá đáng đúng không? Dạ, rồi đúng đừng rồi. Có giận hờn quá lâu. Dạ đúng.
Em có giận hờn rồi có nhõng nhẽo không? Dạ không. Em có sao nói vậy. Ừ, có sao nói vậy người ơi, lật bài ngửa luôn đúng không? Được, được cũng được thì thôi. Vậy là hợp rồi đó. Tại vì bạn này bên đây là bạn rất mạnh mẽ. Em còn mong muốn gì ở người bạn gái của mình nữa? Về sắc vóc thì như thế nào? Nói chung thì em cũng rất là dễ nhìn được một chút. Cao thì em cao tới 1m7 thì người đó phải cần 1m55 đủ lên. Em mét nhiêu? Dạ em trên 1m55. Ờ đó, ngon lành. Rồi, vậy là được. Anh thấy đàn trai là hơi bị ngon rồi đó. Cho bên gái tôi mà không ngon. Dạ em chào anh ạ. Trời, em gái dễ thương, rất là xinh xắn, nụ cười rất là tươi luôn á. Dạ. Em, thí dụ giờ hai đứa gặp nhau mà hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu thì em có thể cho đàn trai bước tới? Dạ, ít nhất cũng 1 năm. Ít nhất 1 năm ha. Dạ. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của người bạn trai của em là gì? Dạ, mẫu hình lý tưởng người đàn trai của em á là vui vẻ, nhiệt tình, biết trách nhiệm, biết san sẻ. Và nhất là phải biết hiếu thảo. Được không em? Được anh. Được ha. Cái chuyện đó là ok. Anh nghĩ đàn trai làm được. Nhưng mà đừng lăng nhăng là được. Không có lăng nhăng cậu cũng 6 năm. Cái người đó là không có lăng nhăng. Ừ, em thấy bây giờ phỏng vấn 6 năm mà không có dám gì hết trơn. Là đúng là không lăng nhăng đàng hoàng đó. Dạ. Ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh chị và cháu với em của em. Anh chị ruột á hả? Dạ. Rồi, xin mời gia đình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bạn trai bên đây và quý vị khán giả. Em là chị Bảy của Bình Úc. Chị Bảy luôn hả? Em thấy thì bạn trai bên đây thì cũng ok, cũng thật tình. Thì đến đây cũng là cái duyên rồi. Em của chị thì nó cũng hiền lắm. Chị cũng muốn cho hai em có một cơ hội với nhau để tiến xa hơn. Cảm ơn thằng gái. Anh trai đi với ai? Em đi với chị họ của em. Chị họ ha. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả, chào hai MC Hồng Vân và Quyền Linh. Duy ở bên này, cái em gái bên này cũng dễ thương lắm, có duyên lắm. Quá trời dễ thương á. Dễ thiệt lắm. Thấy hai đứa cũng hợp lắm á, nên tạo cơ hội cho nhau đi. Thì ở đây ai cũng thấy được điều đó cả, hai em đều hiền. Hai đều hiền cả. Mở rào. Chào em, tặng em nhà bọc này tựa như thiên thần. Dạ, em gửi anh đôi dài. Thử dài đi, dạ. Tôi ôm này cho. Đó, mày thử có vừa không? Đôi dài này với ý nghĩa là anh có thể cùng em đi du lịch, đi đây đi đó cùng nhau để cảm thấy nó ý nghĩa hơn. Vì xưa nay giờ em đi du lịch cũng một mình nhiều. Anh cũng thích đi du lịch. Thì em không biết anh có vừa không nhưng... Mở ra đi cưng, mở ra đi cưng. Này anh mang số 42 em. Dạ này 41 anh. 41 chắc nhiều. Yên tâm đi, em sẽ đổi lại cho anh. Em xin tặng anh ạ. Rồi, rồi, cảm ơn em. Rồi, hai đứa ngồi tâm sự đi nào. Trong lần đầu mặt này em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh ok. Hiền lành, vui vẻ, cảm thấy ấn tượng. Nói chung thì anh hồi đó giờ anh cũng ít có quen ai và thương ai lắm. Nhưng mà anh quen anh thương thì anh thương rất là tình mà lo lắng yêu thương chăm sóc thì khoảng đó thì anh nói thì anh đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Yeah. Em thấy anh là cũng đạt 90% là yêu cầu của em đã hình tượng ra thì em cảm thấy có cái gì đó nó vui vui. Hai đứa bàn tính coi thế nào, dù giờ mình góp gạo thổi cơm chung thì khoảng bao lâu, kinh tế như thế nào? Nói chung mình muốn tiến tới hôn nhân thì cũng phải có thời gian em. Yeah. Tại vì mình cũng phải có một cái chút vốn rồi mình mới làm đám cưới. Anh nghĩ nhà đa số người gái cứ muốn lấy chồng thường thường là muốn sống riêng, ít muốn sống với mẹ chồng. Không, nhưng với em là em thích sống chung. Em thích sống chung hả? Tại vì đông là vui. Anh em của em cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Mình biết cách cư xử là mình vui hết, tất cả mọi bên. Anh có một cái sở thích là hay nghe nhạc. Em có nghe nhạc không? Dạ có. Em nghe những loại nhạc gì? Em thích nhạc xưa nè, nhạc bolero nè. Đó, anh biết hát những cái loại nhạc. Dạ đó. Chị anh có thể tặng em một bài hát được không? Đúng rồi, tặng luôn đi. Tặng qua tặng lại đi. Anh sẽ tặng em bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trúc Phương là bài Chiều Cuối Tuần. Anh thích bạn đó. Em bài bạn gái hát luôn. Em ơi, tôi lên đường phố cũ gặp em chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần. Vắng em trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn, ai quen ai khi người tôi mến nằm trong lòng tay rồi.
Em ơi, dù hai chúng mình mong khi có thành biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Thôi mình đáp lại luôn đi em. Hay quá. Vậy em xin gửi anh một vài lời thôi. Yeah. Của bài hát Sao Chưa Thấy Hồi Âm. Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, đời hồi âm chưa thấy. Anh ơi nhớ dần đây, còn có em đêm ngày, hằng thương nhớ vơi đây. Từ lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cay đắng, hỏi anh có hay chăng. Mối mòn đời hồi âm, thiềm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Rồi em hát hay quá. Tim mình đập lộn xạ hết trơn. Giờ em gái chơi cầu cầu kiển đó. Dạ. Em có thể biểu diễn một chút xíu cho bạn trai xem đi. Dạ thì em xin phép diễn một vài bộ của cầu kiển. Hôm nay không có đợi đem cầu nên em xin phép diễn bộ thôi. Bộ cầu kiển của em nó sẽ như thế này, như là mình đá từ ngoài sau ra ngoài trước. Gà. Nó là như vậy. Ờ, tức là mình quăng vậy là mình lấy cái chân mình đá. Dạ, đá từ ngoài sau ra ngoài trước. Đá cầu kiển là rất là nghệ thuật luôn á, rất là đẹp luôn. Mỗi lần mình đứng xem đá cầu kiển mình rất là thích luôn. Mọi người đá đó là rất cái môn thể thao đó. Em thường chơi. Dạ em hỏi anh có thích thể thao không ạ? Anh thích thể thao nhưng mà anh chỉ biết quýnh cờ thêm. Dạ được, em có biết quýnh cờ. Em quýnh được cờ ốp không vậy? Dạ cờ nào em cũng quýnh được. Rất là điềm đạm. Tại vì về thể thao thì đa số em đều biết nên em có thể chơi cùng anh. Em gái thật là duyên dáng luôn rồi nha. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì mình nhìn đối phương, mình cảm nhận trong lòng mình thế nào, mình nói rút ruột rút gan ra ha, không cần hoa mỹ, nói như cái gì mà mình đang suy nghĩ. À, anh tới đây thì anh cũng muốn tìm một người bạn gái, nói chung thì em cũng ok, tại vì tính ra đó hồi nãy em hát cái bài đó làm cho anh thích những người mà hát được nhạc bolero. Nếu như mà em cảm thấy được thì chúng ta cho nhau cơ hội và tìm hiểu lẫn nhau. Dạ. Nếu được thì anh và em có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu được thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, hết thời gian. Để tay trái vào nút bấm. Dạ đếm đi ha. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng chúng ta đừng ngại ngần bấm nút. Và bấm nút phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút không phải mình hẹn uống cà phê, mà bấm nút để tiến xa hơn nha. Rồi, sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3 Hết trời. Thời gian. Trời, tôi nghe hai cái tiếng cặc tôi đã quá ông nội ơi. Hai chúng mình hai đứa đã rồi. Nắm tay nhau đi. Đó, nó rối chân rồi. Không biết xem sao. Rung thiệt luôn á. Rung thiệt luôn á. Em nói với các anh, các chị cho phép em được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi gò má của Úc. Nha. Của Úc. Nha. Úc Bình nha. À, em xin phép bên đàn gái cho em được hôn bé Úc. Bé Úc. Không biết. Dám không? Dạ chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích. Tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em có mang lên một cái mỏng em tự làm cũng không được ngon. Khả năng hát của em cũng chắc là cũng băng nắp luôn anh. Có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực. Tôi đàn ông đích thực. Khi chúng ta gặp đúng đối tượng mình có một chút bối rối, một chút thẹn thùng và đôi khi nói cũng không có gọi là tròn vành, rõ chữ, rõ nghĩa nữa đúng không? Đúng rồi. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời đàn gái. Trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Em ơi,
Em giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Em xin tự giới thiệu ạ. Mình em là Bích Lộc ạ. Em 29 tuổi, quê em ở Nam Định và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm bên nhân viên văn phòng ở bên tạp chí phát triển khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Rồi, em trai. Dạ, xin chào họ nhà gái ạ. Em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu. Em tên Lâm Hoàng Diệu. Năm ngoái em 31 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu, hiện tại là em sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em nói năm ngoái trước hay năm ngoái này? Nó gần lắm ha. Dạ, để em nói lại là năm nay em 32 tuổi. Công tử Bạc Liêu đó hả? Không, chắc hồi đó chỉ có em ơi, ở đợi cho công tử. Sao mà cái tên nữ tính dữ vậy cưng? Hồi xưa bên nhà nội em á, là đặt tên cho các bác, các cô chú là cái vần đầu là GD. Bác hai em là tên Định, ba em tên Diện, Dẫn, Điền, Đông. Khi đó thì đặt tên em kiếm phần GD không ra nữa. Không biết là ông nội hay ba tra lên cái lịch sử sao có cái tên Hoàng Diệu cái đặt cho em luôn. Những người tên Diệu anh thấy rằng trắc trở về tình yêu lắm á. Còn em á, không biết trắc trở không mấy mối tình rồi. Dạ không, em tình của em thì cũng vui lắm. Tình yêu của em thì trường kỳ kháng chiến. Là sao? Là em yêu đó giờ em có người một 10 năm. Em ơi, xem nhẹ nhàng say đắm quá vậy em. Ta đang dịu mà. Cái gì? 10 năm sau chia tay vậy dịu. Trong cái giai đoạn đó có cái khoảng thời gian là em lên Đà Lạt làm 2 năm. Có những trục trặc tình cảm. Nhưng mà sau đó thì gia đình bạn đó thì ba mất. Thì sau cái tan 3 năm thì bạn bắt đầu có những cái định hướng thay đổi. Hình như nhắc mà ấy em vẫn còn cảm xúc về tình yêu đúng không? Dạ không. Ban đầu thì nói chung là em là sống là nặng, rất nặng tình cảm. Em biết thích phụ nữ từ năm mấy tuổi? Dạ chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích. Tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em thích như thế nào? Hồi cái thời của em hay chơi nhà chòi lắm. Mấy bạn ở đây mà nếu có lứa tuổi cùng em chắc sẽ hiểu. Trời ơi, chơi nhà chòi tôi thích lắm, người ngủ luôn trong chòi luôn á. Dạ đó, đó. Thích nữa. Thì lúc đó là chơi nhà chòi với bạn nữ. Thì nói chung kỷ niệm mà em nhớ nhất với bạn đó là nụ hôn đầu đời của em trao cho bạn đó. Thôi giao cho bạn đó nữa. Chị của em phát hiện em mắc cỡ quá, em trao luôn được không thứ hai? Làm luôn, đúng là bạn đó luôn. Dạ. Rồi đến mấy tuổi thì hai đứa chia tay? Dạ, cái khoảng chia tay em không nhớ. Rồi sau đó là có... Dạ, em cứ chơi nhà chòi với khi nào lớn lên cái tự thấy em mắc cỡ nghỉ chơi là chia tay. Vậy đó. Rồi, hả? Trời mối ơi. Tình mà 10 năm có chơi nhà chòi không? Dạ không. Là chơi nhà khác. Vậy bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ em thì tính ra mối tình chính thức của em có 2 mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm em học lớp 11. Sau khi em ra trường được 1 năm thì em đi làm, em quen anh đó cũng được có 1 năm thôi. Có một cái em không thích của anh đấy nhất là ghen. Mà ghen quá luôn. Lúc nào mà giả sử anh đấy mà gọi điện thoại cho em hay nhắn tin cho em mà em không có nghe á, là anh đấy sẽ nghĩ ra đủ lý do là chắc em đang đi chơi với ai hay làm gì với ai, nên là em chịu không nổi, thế nên em chia tay. Em sao, em có ghen dữ vậy không em ơi? Hồi đó thì em ghen lắm mà bây giờ bớt rồi. Giờ con yêu đâu ghen. Thôi bây giờ mình nói cho nhau nghe cái ưu điểm khuyết điểm đi. Em thì ưu điểm của em cũng ít, biết nấu ăn chút. Rồi khuyết điểm em khuyết điểm. Dạ khuyết điểm luôn. Ủa em ưu điểm còn không, kể nhanh lên đi dịu hoài. Dạ. Dạ thôi em qua khuyết điểm luôn đi. Thôi. Khuyết điểm có không? Dạ có, khuyết điểm của em thì hay ăn vụng lúc người ta đang nấu. Em thì nói chung là trong công việc em hơi nôn nóng. Ở đây không phải mình em ăn vụng đâu, mà có bạn anh bên kia ăn vụng số 1 luôn. Lên ơi, qua đi, qua chuyện khác đi. Qua đi. Ừ. Chị hỏi nè, em có mít ướt không vậy? Dạ không chị. Có ai khóc không? Dạ không. Vậy hả? Mà khóc thì cũng không ai hay. Vậy khóc hả? Khóc trốn không à. Chia tay bạn gái em có khóc không? Dạ cái này thì khai thiệt là có. Khóc dạ. Mấy ngày mấy đêm? Dạ không có tính đêm, chỉ tính tháng. Có gì đấy? Rồi em, ưu điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hiền, vui tính, hòa đồng với mọi người và luôn biết quan tâm chia sẻ với mọi người trong công việc. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em thì em thực sự là tại em có mang lên một cái món em tự làm, nhưng mà thật ra cái khả năng nấu ăn của em cũng không được. Ý là nó chỉ có một số món thôi á, chứ thực ra nó cũng không được ngon. Khả năng hát của em cũng chắc là cũng banh nóc luôn anh.
Thế mà ăn chừa lại cho chị 4 cái nha em ơi. Nó 6 đó cái chừa lại chị 4 cái. Cái đó tặng đàn trai để đàn trai hưởng thôi. Đâu ra vậy? Tao chia của trước rồi đó nghe. Tặng không? Cái này đồ ăn đàn bà mà khùng. Ủa đàn ông cũng ăn được vậy? Không. Cái bạn bên kia bản quyền dịu quá, em có thấy hơi ngại ngùng không? Cái này em chưa tiếp xúc nhưng em nghe thấy giọng em cảm giác nhiều. Mít ướt mà kiểu nó yếu yếu không sao. Yếu yếu đúng không? Dạ. Nghĩ sao mà đàn ông được rồi. Trời ơi. Em cũng có một dạ, cái em tại đàn ông lắm ạ. Em đàn ông dữ không? Có đàn ông lắm. Chứng minh được không? Chứng minh dạ luôn được. Đi anh. Sao chứng minh sao nè? Em đàn ông lắm em. Trời ơi. Em phải chứng minh bằng hành động giống như là đàn ông mạnh mẽ. Không có được. Hôm nay đến với chương trình đó thì có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực. Tôi đàn ông đích thực. Đàn ông đích thực. Được rồi nè, trước khi nói... gặp gỡ đàn gái tôi thử coi món quà đàn gái coi sao. Tôi mời nhà trai thử đi. Bây giờ em là chú rể tương lai, em thử coi bên vợ tương lai em làm nước mắm, thấy cái hình thức là ngon rồi đó. Ngon. Cho anh hỏi em cái là em có đăng ký an toàn thực phẩm chưa? Dạ, cái này em mua bên siêu thị anh, thì có người ta có kiểm định chất lượng rồi đây. Nên anh cứ an tâm đi, không có sao hết đâu anh. Nói chung vậy anh hỏi em là để cho vui, chứ có chết vì em thì cũng được. Trời ơi, thấy chưa? Ăn đi cưng, ăn cho thỏa lòng mong ước. Ngon. Có chừng rớt con tôm kìa. Cái thơm đà. Cái con tôm nó còn tươi á. Ngon, rau sống nó tươi, nó giòn á. Có chừng rớt nước mắm ở đây. Đi xuống dưới đó ăn xong rồi cất đó đi để chừa cho tôi đi, nhanh đi. Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nói chung là em thích phụ nữ là phải chân thành, rõ ràng trong tình cảm. Nên em không thích ở phụ nữ những cái tính ngược lại tính đó. Em rất là chân thành luôn. Em rất là chân thành đó, nghe chưa? Cái gì vậy? Nước mắm ngon quá. Trời đất ơi, húp luôn nước mắm rồi kìa, trời ơi là trời. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Em thích cái mẫu người nó na ná như là Ninh Dương Lan Ngọc á. Cái gì Ninh Dương Lan Ngọc á? Cá tính sắc sảo thông minh. Sắc sảo thông minh. Mắm ngon nó cay đã đổ mồ hôi luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh. Không, xác định là em có thể mở cái quán gỏi cuốn được rồi đó. Bây giờ là mong muốn về một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Thì em mong muốn ăn đi cao khoảng cho em tầm 1m7. Có. Trời, có luôn ạ. Ừ. Dạ mập một chút xíu cũng được. Mập. Nhưng mà bụng đừng có bự. Có bự không? Tiếp về là em thích con trai mà có lông, lông chân chút xíu. Lông. Trời ơi, ngay trước mặt em đó. Đàn ông có lông kìa. Trời ơi. Một chùm. Nam tu nữ nhủ, đó là cái tiêu chuẩn của ông bà mình đặt ra cho một sao? Người đàn ông và một người phụ nữ. Đàn ông là phải có râu nhiều nè, lông tay lông chân nhiều nè, lông mày rậm giống như anh Quyền Linh vậy đó. Em thấy em cũng thích nhiều lông á, con đó. Trai có nhiều gì nó đã, đã thiệt luôn á. Nói chung là bản lĩnh đàn ông ở đây có hết, chỉ có điều hơi dịu chút thôi. Không, em cũng thích dịu, dịu, dịu vừa thôi chứ dịu quá, nhiều khi người ta lại tưởng lộn là nó cong cong anh. Rất đàn ông luôn. Dạ, tại nãy giờ anh làm cho nó vui vậy, nó đó vui. Thế thực chất nó như vậy ý. Anh nói y như em nói. Không, bây giờ vậy đi, em đi với ai? Em đi với ai? Dạ em xin giới thiệu, em đi cùng với dì của em rồi con của dì và sếp của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh ạ, xin chào chị Hồng Vân. Rồi, xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Chào nhà gái. Tôi là dì ruột của cháu Bích Lộc ạ. Hiện nay cháu Bích Lộc đang là sinh sống cùng với gia đình chúng tôi. Dạ. Tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là cháu trai ấy, thì nhìn thì cũng ngoại hình thì cũng tương đối là đồng nhất với cháu gái của tôi. Rồi còn cái tính tình của tôi thì nói chung là cũng vui vẻ hoạt bát. Cô tôi xin hỏi thêm là hiện nay là cháu đang ở quận mấy? Nhà cháu ở Gò Vấp. Tức cháu... là cháu có nhà riêng cho hay là cháu vẫn... Cháu ở với nhà cô của cháu ạ. À rồi rồi. Ngồi mà nghe các cháu mà trao đổi thì cô thấy là gì, thấy là cũng hai cháu là... sẽ đến với nhau tương đồng. Thứ nhất là về cái tuổi tác này, về hình thức này, rồi cái công việc thì hai cháu đều ở thành phố Hồ Chí Minh cả, thì nói chung là nó có cơ hội để mà dễ mà để mình có những buổi hẹn hò tiếp theo. Rồi cảm ơn dì Cổ Lộc ha. Một bên là ở nhà cô, một bên ở nhà dì, tương đồng cũng quá hợp lý.
Diệu đi với ai Diệu? Dạ, hôm nay em đi với ba của em. Một ba người hả? Em gái, một người em họ. Ba với em gái. Rồi, chào chú. Con chào chú á. Xin chào là Quyền Linh và chị Hùng Vân. Dạ. Tôi là cha của Hùng Diệu. Tôi là Lâm Hoàng Diện. Hồi 7 tuổi á, đến học từ 7 đến học lớp đại học thì đồng Diệu cách là có hiếu với cha mẹ ông bà, là nhiều khi là chăm lo cho là anh chị em, nhất là đặc biệt là thương con nít, thương nít lắm, thấy nít là thương dữ lắm. Tôi thấy là cháu gái này cũng được, thì tôi mong rằng làm sao là cho hai con á, là làm sao là được bấm mút với nhau để tìm hiểu nha, đi đến hôn nhân. Dạ. Xin hết ạ. Cảm ơn chú. Rồi bây giờ mình mở rào nha, mở rào. Chào anh, em cũng có món quà tặng anh. Em tặng một cuốn sách nấu ăn và một cái tạp dề. Tại vì cái mức độ nấu ăn của em cũng tương đối là ngon vừa vừa, nên là em muốn sau này khi nếu chúng ta mà có cơ hội đến với nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn theo cuốn sách này. Em có thể đeo cho anh cái tạp dề này luôn được không ạ? Bà dịu, nó còn dịu hơn. Ai, tên Diệu dạ. Đeo tập về vô đúng là dạ, Diệu hả? Ôi vi Diệu, hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Anh muốn cái giá trị món quà đem lại cái hơi ấm trong tim em mà. Dạ em cảm ơn anh. Nè em có thích con trai miền Tây không? Dạ có, em yêu thích. Em có thích cải lương không? Dạ có luôn. Một bài cải lương Diệu. Anh hát đi anh. Trời ơi một lá trầu xanh cũng nặng quằn trên đôi vai bé nhỏ, nên gánh tình duyên đã gãy đổ từ bao giờ. Anh dự định là sinh mấy đứa và anh thích con trai hay con gái? Anh thì nói chung là con cái, anh không có quan trọng vấn đề mà trai hay gái, em sinh ra là anh đều thích mà. Vấn dạ. đề là anh thích con gái đầu lòng. À đúng rồi, em cũng thích con gái đầu lòng mà em thích hai đứa con gái và một đứa con trai lận. Em có ngại vấn đề mà người Nam người Bắc không? Dạ không, cái về cái quan niệm Nam Bắc của em thì em cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ em đã vào trong đây rồi á, thì có lẽ là em cũng muốn mình sống trong đây. Em hôm nay đến em cảm nhận anh như thế nào? Dạ em cảm nhận anh cũng gần như cái suy nghĩ của em. Nói chung là chân anh có lông không? Đó, ông cưng mà, thấy cưng mà. Người ta rất là thực tế, ta thích người đàn ông có lông. Lại gần cho ta coi có rõ không? Mở lên nè xong lại coi đi. Lông là phải có gần gần mới thấy. Thấy chưa? Dạ thôi em thấy hé hé được chút xíu chắc là có rồi anh. Dạ, dưới. Hé hé. Dạ dưới này có, chắc trên có đó anh. Dưới nào có? Dưới chỗ chân á. Đây. Đó. Rồi, à, rồi, đúng rồi, ý luôn. Đã luôn anh. Cái này là em chỉ thua anh Quyền Linh chút xíu thôi à. Ủa, lý do em thích vậy là... Tại vì em thích con trai giống như chị Hồng Vân có nói á, thì con trai vậy giống với manly mạnh mẽ, tiền bạc trong gia đình á. Thì anh muốn người nào sẽ giữ cái đó là như thế nào? Anh nghĩ là cái vấn đề giữ tiền nó cũng không quan trọng, mà vấn đề làm niềm tin mình cho nhau thôi. Anh khẳng định cho em một câu đi, sẽ em... Em tin anh không? Bây giờ thì em chưa biết em có tin anh hay không, nhưng mà sau này thời gian thì em có lẽ, nhưng mà em vẫn muốn anh chốt cho em một câu đi. Thì em muốn giữ thì anh cho em giữ thôi. Ok, em nhờ em hỏi đủ rồi ạ. Anh có muốn hỏi gì về em nữa không ạ? Thôi mình bấm nút đi. Thôi mình bấm nút đi kìa. Yeah. Cảm giác đây sẽ là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rất chân thành. Hay quá. Nắm tay nhau nào. Đó. Và những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Và một nụ hôn đầu tiên. Hôn dương hết nha.